chờ chút xíu tôi chụp tấm hình làm kỷ niệm thôi. Anh Linh là thần tượng của em mà. Hả? Anh là thần tượng của em mà. Thần tượng của em, cảm ơn em, nhưng mà mái tóc tiêu cũng là thần tượng của anh. Hồi xưa trời ơi, trời ơi, xấu quá. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Rồi. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn giới thiệu về mình đi. Em xin gửi lời hỏi thăm anh Quyền Linh, chị Cát Tường xinh đẹp, cùng quý vị khán giả ở trên khán đài, cùng với cô bé ở bên kia lời chúc sức khỏe và lời chào thân trọng nhất. Em là Trử Văn Sơn, là con cháu của Trử Đồng Tử. Năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang công tác ở trung tâm huấn luyện và đào tạo bóng đá trẻ của Sao Mai. Em cũng là giám đốc và quản lý các bạn nhỏ ở trung tâm. Chờ chút xíu tôi chụp tấm hình làm kỷ niệm thôi. Anh Linh là thần tượng của em mà. Hả? Anh là thần tượng của em mà. Thần tượng của em, cảm ơn em, nhưng mà mái tóc tiêu cũng là thần tượng của anh. Dạ, đây là một cái style của em, là em cũng để khoảng 4 năm rồi. À, đẹp khi quá. Mà anh thường quá. Em cảm ơn anh. Em ơi, nhưng mà hiện giờ là em nói em đang sống ở đâu bên đây bạn? Dạ, hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Thủ Đức. Rồi, bây giờ mình nghe bạn gái giới thiệu nha. Rồi, mời em gái. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào và em. Tất cả quý khán giả. Em tên là Ngô Lê Trúc Uyên. Hiện tại em đang làm kế toán ở trường học tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Wow. Anh chào em, anh cũng ở thi đấu ở Khánh Hòa 5 năm. Ủa là em từ ngoài Khánh Hòa vô đây luôn á hả em? Dạ, em vô hôm qua. Quay chương trình xong là ra lại. Dạ đúng rồi chị. Dạ, cũng cực và vất vả quá ha. Nãy bạn trai giới thiệu gì, bà con của Trử Đồng Tử hả? Em là con cháu của Trử Đồng Tử. Hôm nay em đi thì em nghĩ là sẽ gặp một nàng công chúa Tiên Dung. Ủa em tên họ gì, em đọc lại họ. Em là Trử Văn Sơn. Trử Văn Sơn à. Dạ. Rồi bạn gái cho tôi biết được những cái khuyết điểm và những ưu điểm của bạn đi. Theo mọi người nhận xét thì em là một cô gái tự lập, hòa đồng, hay cười và rất là hiểu chuyện. Mình có nhược điểm gì không? Dạ, nhược điểm thì em rất là thích ngủ, em ngủ rất là nhiều, rất là hay quên và em lười xếp quần áo. Hay ngủ là sao, rồi mình đi làm rồi? Ví dụ sáng 7 giờ em làm thì khoảng 7 giờ kém 10, kém 15 là em dậy rồi em đi làm. Sao không kịp chuẩn bị sửa soạn? Dạ, nhà em là đối diện với cái trường của em đang làm. Em cứ yên tâm về xếp quần áo, ngăn nắp gọn gàng, anh sẽ lo việc đấy cho em. Có mới nói nha. Em làm được những cái điều đấy. Em là người rất là ngăn nắp và gọn gàng. Làm suốt đời luôn nha, đừng cái cằn nhằn cổ nha. Em là người có trách nhiệm, em nói được và em sẽ làm được. À, anh nói cũng lâu lắm rồi, nhưng mà giờ anh thấy anh có hối hận về lời nói đó. Nói là nhớ, bữa nay có nhiều người làm chứng lắm đó. Rồi hỏi tiếp em xíu là rút đi làm về thôi thì cái đó là chị em chỉ thích ngủ nướng thôi chứ cũng đâu phải là ham ngủ. Dạ thì bình thường á em hay buồn ngủ cái giờ mà người ta ở quê ta hay gọi là giờ chó ngủ á chị. Là giờ gì? Giờ chó ngủ. Giờ chó ngủ. Dạ chó ngủ giờ nào? Dạ. Dạ thường thường là khoảng 8 giờ rưỡi 9 giờ là ngủ, đến khoảng 10 giờ 11 giờ là tỉnh. Bây giờ đó giờ chó ngủ hả? Dạ. Giờ tôi mới biết giờ chó ngủ. Ủa nhưng mà có nhiều khi thì em cố gắng, em làm nhiều việc thì em cố gắng em làm. Còn mà ít thì em gần nhà, em coi em có việc em về xíu xong rồi em ngủ rồi em dậy ra làm. Rồi đó, đang đi làm xong xin làm bộ xin nhà có chuyện về là leo giường ngủ. Ngủ chút qua làm tiếp. Em nằm khoảng nửa tiếng là em tỉnh rồi em ra. Thì nào con chó nó dậy là em dậy. Tôi hỏi chơi mà trúng thiệt. Chị ơi cho em hỏi một câu, bạn gái bên kia là bạn có thích nuôi chó không? Em thì nuôi thôi chứ em không nuôi gì? Em nuôi càng nhiều chó cũng ngủ càng nhiều, cái chó ngủ khổ ngủ. Là tốt nhất đừng có nuôi chó, là cũng khỏi ngủ luôn. Ngủ giờ của chó mà, đúng không? Thì anh thấy em ngủ là anh biết thời giờ đó là sao rồi. À, thấy em ngủ là biết giờ đó là chó nó ngủ à? Dạ, đâu cần phải nuôi đâu mà biết. À, đâu cần phải nuôi. Rồi, bạn trai, bạn có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em sống rất thẳng thắn, sang phẳng, rõ ràng. Cũng không biết chia sẻ với mọi người như nào, nhưng mà hiện tại về tình yêu thì em cũng rất là quý trọng những người con gái chung thủy. Em rất là ghét những người mà nói dối hoặc là những có những cái sự không thật thà trong cái cách trao đổi với nhau. Rồi. Em có tật xấu gì không? Cái tật xấu của em thì em nghĩ là nó cũng là một trong những cái ưu điểm của em, đó là sự thật thà và
hay bị người khác lợi dụng quá. Quá thật, đôi khi cũng bị lợi dụng ha. Dạ. Thôi, bây giờ mình chia sẻ chút xíu về đường tình của mình đi bạn em gái. Em trải qua mấy mối tình rồi em. Chuyện tình cảm thì em cũng đã từng trải qua một mối tình kéo dài nửa thập kỷ đó chị. Chia tay cũng được 5 năm rồi. 5 năm rồi. Dạ. Mà quen lâu vậy, lý do tại sao chia tay? Do bạn trai là lăng nhăng đó chị. À, lại là cái điều đó là em không chấp nhận được. Không chung thủy ha. Cô gái này cô nói như vậy có nghĩa là cô sẽ rất là chung thủy ha, bạn trai yên tâm ha. Rồi thôi, một câu chuyện buồn. Bạn trai, tình trường mình sao? Tình trường của em thì em cũng chỉ có quen đúng một người. Người con gái đấy thì hiện tại là cũng đang ở bên nước ngoài. Đó là một trong những cái giai đoạn mà em cũng rất là khó khăn. Thì nó cũng có những cái sự cố của tuổi trẻ. Lúc đấy không tránh được cái sự nông nổi. Thì em chia tay cũng được 4 năm rồi. Và cũng không quen một ai cả. 4 năm qua là không có để ý tới ai luôn. Em có một cái tính cách của em là em rất là ra ngoài đường em cũng không để ý đến con gái. Mặc dù biết là người ta xinh, nhưng mà em cảm nhận là tại sao, em đặt một câu hỏi là tại sao mình như thế này mà người ta không nhìn, tại sao mình đi nhìn họ làm gì. Trời ơi, sĩ diện quá hả. Coi như bạn mình thế này ta không nhìn cũng. Em vậy mà anh còn nha. Nhìn mà đừng có chi cô nào không nhìn đúng không. Không cũng vậy cũng tốt nha. Chút tôi qua tôi nhìn coi sao. Thôi được rồi. Như vậy là chúng ta cũng đã có một cái những cái mối tình mà đã qua rồi ha. Thành ra là mình bỏ qua đi, bây giờ mình tìm lại mối tình đây là dạ. Có như mối tình đầu và cũng là mối tình cuối nha. Dạ. Rồi, bạn gái muốn tìm một chàng trai như thế nào? Em gái. Dạ em chào. Ồ, xinh quá, chào em. Dạ em muốn tìm mẫu bạn trai của em thì ngoại hình thì cao 1m7 trở lên. Có luôn. Anh 1m1 bẻ đôi không gãy được không em? Khuôn mặt thì mũi đừng có thấp quá. Mũi thấp rồi sao? Dạ em không có thích thôi. Không thích mũi thấp hả? Dạ. Mũi này hơi bị thấp. Dạ, mặt gì? Đừng có ốm quá. Đâu về em đi sửa được rồi. Mặt này quá ốm. Gì nữa? Răng đừng có hô nữa anh. Răng đừng hô. Dạ. Hơi hơi. Không hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không ạ. Không có luôn. Người đừng có gầy quá, mặt thì gầy, người cũng đừng có gầy. Sao anh lên? Thôi được rồi, anh nói vậy cho em trong lòng em gọi là băn khoăn chút thôi. Rồi chút em nhìn em tự đánh giá thôi ha. Trời ơi ha. Trời. Nói chung là nãy giờ anh chụp, em coi anh mới chụp mấy tấm hình nè. Dạ. Thôi, chụp tấm nữa gửi qua liền ha. Em có email không gửi qua liền ha. Đừng có làm rồi, bên nhà gái không ha, mà yên tâm đẹp vậy đó. Rồi nói vậy để cho em lo lắng thôi, rồi vậy nó mới hồi hộp chứ. À. Nhưng thông báo cho em biết á, đây từng là cầu thủ bóng đá nha, đúng không em? Dạ. Cầu thủ bóng đá thì cũng chuẩn lắm nha. Đá ở vị trí lụm banh ý à. Thủ môn. Thủ môn hả? Dạ. Chụp gôn đó, chụp dạ. 10 trận là vô đủ 10 trận cho em. Đâu em chụp 10 trận vô được, nhưng mà em chưa chụp được cô nào. Chụp 10 trận vô đủ 10 trận, tức là vô sân đủ 10 trận á. Rồi yên tâm đi. Dạ. Nhà trai thấy đàn gái là nhà trai chịu rồi đó, dễ thương. Dạ, em cảm ơn. Mấy người mà đã từng là thủ môn á, đã từng nghe em chứ phải dạ. Hiện tại mà đã từng bây giờ hết chơi rồi, nó xù ra mập xấu lắm em ơi. Đã từng thôi, em thích mập á chị ạ. Nhưng mà bây giờ á, mấy anh này nhiều khi á là em chào chị. Hồi xưa trời ơi xấu quá, trời ơi cái gì vậy, trời ơi. Chị ơi cho em hỏi một câu này nhá. À, bí quyết gì chị đẹp vậy? À, chị đẹp tại vì chị chỉ thích nhìn những trai đẹp thôi, cái mình hưởng hương hoa cái đẹp của người ta. Mày quá đẹp. Em xấu. Mày quá em xấu. Mày quá em xấu mà sốc quá ha. Em hiểu lại lý do anh vừa lên đến chụp hình vụ gì rồi. Sao vậy chị? À khó nói em ơi, khó nói nên lời. Cái anh này hồi đó anh làm cầu thủ ở Nha Trang phải không em? Em ngày xưa em thi đấu ở Nha Trang 5 năm. Fan nữ nhiều lắm phải không? Em đi. Là em dắt gái mà. Thì em nhát thôi, nhưng mà người ta đâu có nhát em. Em cũng không biết là tại sao, nhưng mà em đi ra đường thì con gái cũng thích mà, để con trai thích em. Gì kỳ vậy trời. Hồi nãy anh nhìn là anh thích liền đó, chụp hình liền đó. Con gái không thích mà con trai thích. Dạ. Rồi lý do tại sao ra đường mà con gái đẹp thì lại không nhìn? Vậy là thích nhìn trai đẹp. Không, vì quan điểm của em không phải, nó cũng không thể tồn tại mãi theo thời gian được. Tại sao em phải đi nhìn họ mà họ không phải nhìn mình? Thì quay ngược lại, họ sẽ đặt câu hỏi mình xinh như thế này, mình đẹp như thế này, tại sao người ta không nhìn mình? Vậy là cuối cùng không ai nhìn ai hả? Không ai nhìn ai. À,
Vậy thì bây giờ em mong muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một bạn gái là chung thủy, thật thà và cá tính một chút. Cho hỏi câu cuối, câu này hơi nhiều, hơi riêng tư xíu. Thẹo trên mặt em là do đá banh hay là do? Dạ, do em đá banh. Là ngày xưa thủ môn thì chụp banh phải ra không? Banh thì chân gầm giày của cầu thủ hay lướt qua mặt và mi mắt các thứ. Cái banh ở bên đây mà em chụp nó cha cái cà xuống dưới không? Dạ đúng rồi. Chị sao chị ngày xưa không theo bóng đá nữ nhỉ? Chị mê với cầu thủ. Theo bóng đá nữ thì chắc bây giờ em nghĩ chị thành ngôi không, sao chị rồi. Chị không làm gì được đâu, chị té hoài tại chị nặng á. Cảm ơn em nha. Dạ em cảm ơn chị. Rất là không biết nữa, không biết là đẹp hay không, nhưng mà nói chung là đặc biệt người ta sẽ nhìn. Thôi bây giờ em cứ hỏi người thân của em đi. Dạ hôm nay em đi với anh họ của em. Rồi. Với gì? Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Theo em thì em với Uyên thì sống từ nhỏ với nhau, cho nên tụi em rất là hiểu nhau. Thì em nhận xét về Uyên thì rất là sống rất là tình cảm, chung là cũng hơi lười chút thôi. Từ sâu với mối tình đó thì rất là khó là kén chọn. Còn về bạn trai bên này thì anh thì em thấy thì về ngoại hình thì nó cũng không đạt về cái tiêu chí của em lắm. Nhưng mà đàn ông thì cũng không quan trọng ngoại hình như vậy. Về sự nghiệp công việc thì anh thấy cũng khá là ok, ổn định. Thì em nhận xét như thế. Tại chứ nhận xét về con trai nó cũng không phải là sở trường của em lắm. Hôm nay mình đi với ai em trai? Hôm nay em đi thứ nhất cả bố nuôi của em và ba người phụ huynh là ba người anh đã giúp đỡ. Và bố của em cũng là những người giúp đỡ cho em có được những ngày như hôm nay. Rồi, cho gặp bố nuôi đi ha. Thứ nhất là chào Quyền Linh và thứ hai là Cát Tường. Dạ. Thứ ba toàn thể khán giả có mặt tại hiện trường hôm nay. Qua giới thiệu về cô bé thì bố thấy thì được đấy Sơn ạ. Thế còn dạ. Tùy hiểu trong cái lúc mà các bạn hẹn hò và tìm hiểu thêm. Sơn thì người con trai thì quá thẳng thắn và hiền, nhút nhát. Còn cô bé thì có cái cá tính rất là tốt thì hai bên nó hỗ trợ. Thì bố thấy về sau tương lai của các con là được. Vì bố thấy là hai bên đều có nghề nghiệp đầy đủ. Bố thấy là được đấy con ạ. Dạ, con cảm ơn bố. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chú. Bây giờ là tụi anh sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt ha. Dạ. Nhưng mà theo anh, trước khi mở rào mình làm láng hết cái này luôn được không? Trường hai bên đây thôi. Anh làm giống như mình làm. Làm bên nhà gái em hoang mang rồi nha anh lên. Chớp đây nè. Anh có tông đơ làm sẵn luôn nha. Được, ok anh. Nha. Ok. Thấy chưa, làm giống như mở ra giống như trái bóng luôn. Dạ, vâng. Kéo rèm nha. Mở rào. Chuẩn bị để xem anh chàng này thế nào nhá. Chào em, anh có một món quà tặng em là cây xương rồng. Và anh muốn nói với em rằng thời gian dù khắc khổ như thế nào, cây xương rồng này nó vẫn sống mãi, nó vẫn trường tồn như tình cảm của anh sẽ dành cho em. Dạ, cảm ơn. Món quà thứ hai đó là một chiếc đồng hồ. Và anh muốn nói với em rằng thời gian sẽ chứng minh cho anh biết tình yêu của anh dành cho em như thế nào. Cao dữ ha, thủ môn cao ghê ha. Ok. Rồi, em cảm ơn. Em thì em có món quà tặng anh là một quyển sách. Quyển sách này thì nói về ẩm thực của quê hương em. Thì em mong là nếu mà chúng ta có hẹn hò thì em sẽ đưa anh về quê và ăn hết tất cả những món trong quyển sách này. Ok, anh muốn ôm em được không? Vậy mà không nói đi được gặp gái hả nhỉ? Rồi bây giờ sao? Bây giờ cảm nhận về đầu tiên gặp nhau thế nào? Cho em nói trước. Anh thì em thấy anh tướng tá thì cũng được. Tại sao cũng được? Mặt anh hơi ốm quá. Có... em lại muốn người mặt tròn kia là vì phải, em là ốm lắm là, rồi. Anh nghĩ là không phải một phần do tự anh lo cuộc sống của anh nên không có thiếu một cái bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Hiện tại bây giờ anh đang là 72 cân, nếu anh lên 75 cân thì lúc đấy chắc là anh sẽ mập hơn. Ăn hết cái cuốn sách đó là mập mà, em lo gì. Em góp ý luôn đi để em thay đổi luôn. Muốn gì đó anh nhìn anh góp ý luôn đi. Dạ, lọn tóc của anh có thay đổi được không vậy? Nếu em muốn anh thay đổi, anh sẽ vì em để thay đổi. Anh sẽ vì em để thay đổi. Thôi kệ đi em, vậy cho vui em cạo luôn hay là em cạo luôn hay là hớt giống như cái bóng. Anh góp ý luôn đi. Dạ, nếu mà cạo thì cạo luôn, còn không thì để tóc bình thường chứ đừng có. Anh có một quan điểm, không phải anh có một quan điểm ấy. Sự gai góc ở bên ngoài không thể đánh giá được con người ở bên trong. Khi em có thể nhìn thấy hình ảnh bên này, nhưng mà ở bên trong tâm hồn của một người
nó sẽ làm cho em lay động về điều đấy. Anh yếu đuối lắm, dễ vỡ lắm em ơi. Em nhìn cây xương rồng không? Dạ. Anh sẽ là sự gai góc đó và anh sẽ luôn luôn bảo vệ em. À, bây giờ vô chuyện tình yêu đi nè. Bây giờ là yêu xa. Anh có ngại yêu xa không? Anh chưa bao giờ quan trọng chuyện xa hay gần. Quan trọng là tình yêu của anh dành cho em nó có đủ lớn để mình rút ngắn khoảng cách đấy hay không. Em thấy anh là người như thế nào về tính cách, về con người, về mọi thứ? Dạ thì em thấy anh nhìn thì cũng chững chạc, không biết nghĩ với người khác. Là anh bảo anh không thích con gái lăng nhăng, anh thích trung tình, thì em nghĩ anh cũng là một người trung tình, thì cái đó em rất là thích. Ở Ninh Hòa anh cũng có bà ngoại nuôi ở ngoài đấy. Em ở Ninh Hòa thì em ở nông em thôn, ở chỗ nào? Phải thị xã, em ở xã. Anh không quan trọng về điều đấy. Dạ. Chúng ta sẽ gặp nhau như thế nào? Em muốn anh gặp em như thế nào? Thì lúc nào rảnh, thì có thời gian thì gặp nhau thôi. Anh thì không theo một cái lập trình nào hết. Có thể là ngày hôm nay thích, ngày mai anh sẽ bay ra với em luôn. Cuối tuần em nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nếu mà em thích, trong lòng em muốn thì em sẽ bay vô thôi, không có gì hết á. Ngày kia em còn ở đây không? Ngày chủ nhật. Dạ, chủ nhật thì đám hỏi của em gái em ở Phan Thiết. Thì trong ngày thứ bảy em sắp xếp em về đó. Tại sao không phải là chiều nay mà là ngày kia? Vì hôm đó là ngày sinh nhật của em. Nếu vậy thì em sẽ bay đồng kia tổ chức sinh nhật chứ. Đi xuống Phan Thiết luôn. Được thì anh đi cùng em về Phan Thiết ăn đám hỏi rồi tổ chức sinh nhật ở đó luôn. Nhưng mà nãy anh nghe có chi tiết rất hay. Bà ngoại nuôi. Dạ. Ở đâu? Ở Khánh Hòa. Tức là gần Ninh Hòa gần... Không, ở trong thành phố, trong ở Ninh Hòa ngoài thôn. À. Dạ. Có em gái nuôi ở Ninh Hòa không? Dạ không. Nhiều người nuôi quá. Nếu mà có bà ngoại nuôi ở đó thì cũng là một điều kiện thuận lợi đúng không? Dạ. Đó, em phải hỏi cái địa chỉ ở đây là xã nào này kia để em biết về chứ đúng không? Em nghĩ là sau chương trình thì em sẽ lấy của bạn về thông tin, rồi hai đứa bọn em sẽ đến với... Em sẽ tự đi. Ừ, tự và... đi. Chứ không... Thế cái kế hoạch kết hôn như thế nào? Em nghĩ chỉ khoảng 4-5 tháng. Hỏi bạn gái coi bạn có chịu... Em có muốn điều đấy không? Dạ em thì chỉ cần bây giờ chứ người phù hợp lên. Anh có phù hợp với em không? Làm sao người ta trả lời câu đó được? Văn hóa của bọn anh rất là Tây. Và bọn anh cũng rất là thoáng. Khi mà suy nghĩ như thế nào anh sẽ hỏi em như vậy. Ví dụ nhà anh nói là anh rất là thích em, thì anh sẽ nói rất rất thích. Và anh nói sự thật điều đó. Và anh cũng muốn từ khía cạnh của em nói thật với anh. Và sau này chúng ta có những cái sự khúc mắc thì chúng ta có thể chia sẻ nhau bằng suy nghĩ đó để anh khắc phục đó. Okay. Bây giờ đặt một vấn đề ra, nếu như hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau và tiến xa hơn nữa, chúng ta sẽ ở đâu và làm gì để phát triển kinh tế? Em nghĩ là em thích cuộc sống trong Sài Gòn vì nó cho em sự tự do thoải mái. Em nghĩ sao về điều đấy? Em thì em thích xa nhà. Ví dụ từ nhỏ thì em cũng lại muốn đi học xa, đi lập nghiệp ở Nha Trang rồi đi về. Nên là em cũng muốn là bây giờ em kiếm một người nào đó ở xa, nhưng mà người ta đủ điều kiện để mà lo lắng, yêu thương, chăm sóc cho em. Anh nghĩ là em sẽ về đội của anh. Anh sẽ đưa em thành ngôi sao. Những gì anh nói ra, anh sẽ làm được. Anh đủ điều kiện để lo cho em. Được, đó. Nếu nói thẳng như thế là được ha. Bây giờ anh thấy em... Cái banh nè, chốt cái banh nè. Em bây giờ em thể hiện cái tài năng của em cho cô ấy xem đi. Để thuyết phục cô ấy trước cái đã. Với cái câu chốt hồi nãy là được rồi đó. Ừ. Còn chuyện gì đến thì tùy cô gái nha. Nào. Ở đó được rồi á. Bắt đầu. Khó à. Thôi được rồi, nói chung điều kiện đây không có nhiều để cho em làm nha. Nãy giờ nói chuyện qua lại thì anh nghĩ rằng em gái cũng đủ bản lĩnh để quyết định chúng ta nên bấm nút hay không bấm nút. Điều đó tùy thuộc vào các bạn, tùy thuộc vào trái tim của các bạn, tùy thuộc vào sự suy nghĩ của các bạn nha. Đây là một nửa yêu thương của mình có phải hay không? Đây là người mình phải tin tưởng hay không? Để giao phó cả cuộc đời mình. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha em gái. Cho em xin nói một câu. Nói đi em. Có hai người phụ nữ anh sẽ quỳ trước mặt, đó là mẹ anh và em. Và trong tương lai anh sẽ làm điều đấy với em. Chúng ta đến đây và đó là cái duyên, nên anh sẽ rất muốn đi cùng cả em những đoạn đường cuối cùng.
3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Nhấn nút chứ không phải là đập cái nút. Nhấn. Đó. Em gái có bấm nút không? Dạ. Không. Rồi, bấm mà em. Nào. Thực sự anh rất muốn em gái bấm nút. Bởi đây là một chàng trai rất là chân thành. Anh đã nói đến mức như thế. Anh ấy cũng ấn tượng, cũng đẹp trai. Nhưng lý do tại sao vậy em gái? Em không phải là em không bấm nút, là không phải là em không thích ảnh, mà em còn một chút gì đó suy nghĩ nên là em không bấm. Thôi cái đó là quyền của em. Chúng tôi đã cố gắng để kết nối hai trái tim lại với nhau, nhưng vẫn còn một chút băn khoăn nào đó. Chị cũng hơi bất ngờ là em không bấm á, chị rất tiếc. Nhưng mà có thể để hiểu với phụ nữ là có thể em quyết liệt quá, mà thời gian thì còn ngắn quá, cô ấy chưa kịp cảm nhận, cô cần thời gian hơn. Biết đâu bây giờ không bấm nhưng sau này các bạn sẽ tìm hiểu rồi làm bạn với nhau sau cái sân khấu này. Nếu có dịp anh về quê em thì em vẫn đưa anh đi hết ăn. Đây quà của em, cứ cầm. Rồi, chúc các bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình, sớm tìm được hạnh phúc của mình. Jnut, siêu tiết kiệm xăng. Ô yểm của em thì nói ít nhưng mà em làm nhiều. Không làm được thì đừng nói. Rất nhiều thứ nhưng là vui vẻ, biết sống hòa đồng với mọi người và biết cảm thông mọi công việc. Trước khi yêu em, thương em thì phải thương đứa con trai của em trước. Được không em? Thương mẹ gặp phải gánh con luôn nha em. Được luôn. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Rồi xin mời gia đình nhà gái. Rồi cưng. Mời nhà trai. Thôi, mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, còn tất cả các vị khán giả đang trong trường quay. Em tên là Hoàng Thị Nga, 39 tuổi. Công việc hiện tại của em thì em đang làm việc tại Bình Thạnh. Công việc em là quản lý về hệ thống chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người. Rồi, mời bạn trai giới thiệu về mình. Xin chào anh Quyền Linh, là chị Hồng Vân. Xin chào khán giả trường quay, chào nhà gái và chào bạn gái bên kia. Em tên là Trịnh Văn Phúc, hiện đang làm bên xây dựng bên thị trấn Trân Thành, tỉnh Bình Phước. Vậy là bạn quê, gái là quê ở đâu? Quê ở đâu cưng? Quê mình. Dạ em ở Bình Phước ạ, à. Lộc Ninh Bình Phước ạ. À. À Bình Phước luôn, vậy, vậy là hay quá. Trên đường em về sẽ ghé qua nhà anh ạ. À. Mình là quê Bình Phước là huyện nào? Em làm việc ở Bình Phước nhưng mà quê ở... Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngài chi đường xa không tới, về để nói cho nhau mấy lời. Xuôi mai chiều sông ống đốc, đêm trắng kịp tới chờ Cà Mau. Xuồng ghe ngày đêm không ngớt, người Cà Mau dễ thương vô cùng. Đó, quê ảnh đó. Ồ, chào em. Em có yếu điểm gì, có ưu điểm gì? Yếu điểm thì hay thích đi nhậu. Trời ơi. Rồi vợ kêu bỏ nhậu thì có chịu không? Chắc có thể được, giảm được. Giảm được hả? Dần tuần nhậu mấy lần? Thì anh em vui vui thì tuần có thể nhậu 2-3 ngày. Rồi giờ mình vậy mình có ưu điểm gì? Ưu điểm của em là như thích nấu ăn, thích đi du lịch. Rồi anh hỏi bên đây coi nào, bây giờ mình ưu điểm gì, khuyết điểm gì nè? Ô yểm của em thì nói ít nhưng mà em làm nhiều. Không làm được thì đừng nói. Mà đã làm thì phải là, đã nói phải làm cho được. Còn... ngược lại của anh đó, anh biết nấu ăn thì em rất là vụng về, tức là nấu được thôi chứ nấu không có ngon. Vậy là khuyết điểm đó. Dạ, khuyết điểm đó. Còn anh nó thích đi du lịch thì em lại ngược lại, em không thích du lịch. Em thích là đi làm về thì cuối tuần hoặc là ngày nghỉ á, của em này em chỉ dọn dẹp nhà cửa, em trồng cây, trồng bông, trồng rau, nói chung là xung quanh nhà em thì toàn là cây bông không à. Ở dưới quê á, tức là em có làm trên đây nhưng mà cuối tuần em mới về. Các bạn đồng nghiệp nói chị Nga sao chị Nga cứ rảnh cứ về hoài không biết mệt hả, nhưng mà em rất là thích. Tức là về em nhìn cái nhà, em nhìn cây em là em đã thích rồi, em không biết mệt. Rồi có thích cái người bạn đời của mình thích nhậu nhẹt kìa. Dạ không thích. Có chấp nhận không? Nhậu thì cũng bây giờ là đi làm việc thì cũng có xã giao nhưng mà cũng có giới hạn của nó thôi. Chứ không thể nào mà nhậu xỉn xong về nhà rồi nằm đó. Nói chung là tất cả mọi thứ rồi bắt ói mửa ra, nói chung tất cả mọi thứ thì không thích. Mà tuyệt đối là tuyệt đừng có hút thuốc. Tuyệt đối là không được hút thuốc. Em có hút thuốc không? Dạ không chị.
Chỉ có nhậu thôi. Thì bữa nào vui vui thì cũng được, chắc được nửa lít. Người còn bia chắc được 4 lon vậy. Nhưng mà mình nhậu xong rồi mình có biết đường về không? Biết đường về hay mình có ói mửa gì không? Dạ biết cái đó không chị. Không có nhậu lầy đúng không? Dạ không. Em trai có mấy mối tình rồi? Dạ chung là 3 mối tình. Mối tình đầu chắc yêu đơn phương. Đơn phương? Dạ. Mối tình thứ hai thì được 3 năm. Còn mối tình thứ ba? Mình thứ ba tới 7 năm. 7 năm hả? Dạ. 7 năm tại sao chia tay? Hai người cãi nhau, người bạn gái nhắn tin là không muốn quen nữa. Rồi giờ bạn gái đâu rồi? Bạn gái dạy học có An Minh thứ 1. Chia tay lâu chưa? Đã được 5-6 tháng rồi. Trời ơi, quen 7 năm mà mới chia tay 5-6 tháng. Rồi thí dụ giờ bạn gái quay lại nữa anh, hai mình quen lại rồi sao? Cái đó chắc không có thể rồi. Có thể hay không thể khẳng định tiếng nè. Không thể chị. Không thể đúng mà không? Mà cũng quen lộn cũng nhiều lần đó. Rồi để mình hỏi bên đây là mình đã có mấy mối tình rồi? Dạ em thì có 3 mối tình chính thức. Trong thời gian làm thì mẹ nói lớn tuổi quá rồi, 30 tuổi xong lấy chồng đi. Lúc này em có quen một anh thì em kết hôn lấy chồng, rồi sinh được một đứa con. Nói chung là đang ở cử đó. Thì em đọc được một tin nhắn là bồ nhắn cho anh. Như vậy thì em đã quyết định là em ly hôn. Tại vì mục tiêu em, cái chỉ tiêu em đưa ra 3 yêu cầu phải làm được cho em khi mà kết hôn. Thứ nhất, khi lấy nhau là không xác định vào tiền của gia đình chồng, tiền đình vợ, mình phải tự kiếm ra. Thứ hai là khi anh bánh trả tiền em chấp nhận, nhưng mà đừng có mà có bồ bịch như thế đó. Em nhìn thấy khi em bắt thì một cái thì mình sẽ ly hôn, không dạ, nói một câu nữa. Dạ cái đó là quy tắc của em. Như vậy có nghĩa là em đã có con rồi? Dạ có một bé được 6 tuổi em nuôi. Em con trai con gái? Dạ con trai. Đó là nói chung là cái đường tình của hai bên nó cũng trắc trở rất là nhiều. Đúng rồi. Người em gái ha. Dạ anh. Anh nghe câu chuyện tình của em đúng cũng trắc trở. Thôi bây giờ mình bỏ hết đi, chúng ta bắt đầu một cái mới. Trong thâm tâm em muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Nói chung là ngay bản thân của anh đó, anh phải làm cho được cái tiền mà anh có thể lo được cho ngược lại cho bố mẹ của anh, lo cho bản thân của anh. Và đơn giản anh phải lo được cho em. Nếu như mà em không làm việc, anh phải lo được cho em. Được không? Được em ơi. Được. Và điều thứ hai nữa là trước khi yêu em, thương em thì phải thương đứa con trai của em trước. Được không em? Thương mẹ phải gánh con luôn nha em. Được luôn. Gì nữa? Dạ anh có con chưa ạ? Chưa có vợ mà. Thôi mà chưa cưới. Quen 7 năm chưa cưới. Anh còn trong trắng. Gì nữa không em? Dạ không. Nói chung là em có một bé trai rồi. Không cần anh hỏi thì em cũng muốn đề cập luôn là em rất là thích một em công chúa. Thích đương gái? Dạ đương gái. Được không? Anh cũng thích gái nè em ơi. Mà được không? Được. Còn đàn trai muốn yêu cầu gì? Muốn con người phụ nữ như thế nào? Chồng em không cần gì đổi, nhưng mà em thích người phụ nữ nhưng mà vui vẻ, biết sống hòa đồng với mọi người và biết cảm thông mọi công việc. Khi làm cũng có bữa đi về trễ, về phía rồi đó cũng phải thông cảm cho cái người chồng cái mấy chuyện đó, chứ đừng có ghen mà đi tối qua ghen anh tối ngày đi mèo đi mở gì không, chết em luôn. Em cắt lời tí xíu, tức là anh đi trễ thì ok, tức là alo cho vợ là anh nên đi về giờ đó, hoặc là anh có một cuộc giao dịch, hoặc là anh tiếp với sếp hay tiếp với đồng nghiệp, nhưng mà cố gắng trong cái cuộc tiếp đó đừng có chênh nhà trong đó. Nói chung đừng có là được không? Được, ok em. Ok luôn ha. Bây giờ hôm nay em gái đi với ai nào? Em đi với em gái, bạn đồng nghiệp, cũng như là tất cả các khách hàng mà chỗ mà em làm việc đó. Em ở đó gọi là ba mẹ đã ghé đến và đi cùng em. Rồi mời đại diện nhà gái. Xin được chào MC Nguyễn Linh, Hồng Vân, yeah, và tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi là khách hàng thân thương của cháu Nga. Theo như nhận định chung, tôi thấy bé Nga là tính tình chân thật, năng nổ, có sự quan tâm, nhiệt tình với mọi người, thể hiện qua việc làm hàng ngày của Nga, chăm sóc sức khỏe cho các cô chú ba mẹ. Nga sống rất là nội tâm. Còn bạn trai bên đây thế nào? Nhận xét tôi nhận định anh bạn trai ở đây thì ngoại hình thì cũng trung bình đó bé Nga. Thấy nét chân chất. Cái uống rượu thì hy vọng rằng nếu mà yêu thương nhau thì có thể giảm. Dạ. Chứ mà đòi hỏi bạn mình bỏ thì hơi bị khó. Đó là cái công việc. Hy vọng rằng qua cái buổi tìm hiểu hôm nay, hai bạn cùng nhấn nút để cho nhau cơ hội tìm hiểu và có thể đi đến một kết quả thật tốt đẹp cho hai bên. Rồi, cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Thì mấy đứa em làm chung công ty. Con chào chú Quỳ Linh. Chào cô Hồng Vân. Chào cô. Chào khán giả trong trường quay. Em làm chung với anh Hai Phúc. Trong công trình em gọi là anh Hai. Chị yên tâm đi, ổng ít nhậu lắm. Ổng đi nhậu tụi em, ổng nhậu được 2 ba lon là ổng ngưng rồi. Đi mà thí dụ tiếp khách thì chắc cũng không có chân dài đâu.
có tụi em chân dài thôi chứ không có chân dài đâu. Thấy nhà gái có hợp với anh trai không? Dạ được hết này. Được ha. Rồi cảm ơn em. Được đến hai à. Mở rào. Được tặng món quà. Rồi em cảm ơn anh. Trời ơi, cái bó quà. Em cũng gửi anh một phần quà. Dạ đây là có món quà thì chỗ em làm mà là sức khỏe, cho nên là với em là sức khỏe là quan trọng nhất. Có sức khỏe thì có mọi thứ. Vâng em. Trời rung rồi, gặp trúng sấm sét ái tình rồi rung rồi. Em thấy anh có được không em? Ờ, em thấy anh thì chững chạc. Anh làm bên công trình thì chắc là nắng nhiều quá chứ. Em đã đen rồi mà em thấy anh đen hơn em nữa. Anh thì khi mở chào ra thì anh thấy những cái lời em nói đó, với lại trước mặt anh là em, thì anh thấy em có là cái mẫu người mà anh cần chọn hay không? Được em. Bây giờ ví dụ mà mình kết hợp với nhau có đứa con gái đó được không? Anh nhậu quá trời, em sợ không có con đó. Sức khỏe. Cho nên em mới suy nghĩ lớn tuổi, em cũng lớn tuổi gần 40 rồi, em mới tặng cái tinh dầu thông để tăng cường sinh khí. Cái đó nếu có thêm càng tốt anh. Em sức khỏe anh còn tốt lắm. Nãy giờ nhìn bạn gái bên kia, em có chút rung động gì không? Rung động nhiều luôn anh. Rung động nhiều hả? Em thấy thương quấy ở tim nó thành thật luôn. Thành thật luôn hả? Em thấy em thương cô gái ở điểm nào? Thấy là rất vui vẻ. Rồi bây giờ tiến tới bạn gái, tiến tới mạnh dạn nắm tay bạn gái lên nào. Đó. Nói về tay đi. Anh lạnh quá. Nắm hai tay. Rung rung giờ tim. Xin phép bác cho dạ con xin nắm tay em. Thôi coi chương trình cùng em hát một bài đi, hát bài rất là vui. Được hả? Cùng vỗ tay em đi. Em hát đi, em hát tặng anh. Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái. Cười lên đi cho thoải mái tâm hồn. Cười lên đi cho người ta thoải mái. Thoải mái tâm hồn ta hãy cười lên đi ha. Cười đi sống nhìn đi chơi vậy. Bây giờ đố anh dám ôm cổ con gái đó. Chặt vô thử coi. Thấy sao? Ấm lắm anh. Rồi, được rồi, về chỗ đi nào. Rồi giờ đếm nha, sau 3 tiếng đếm á, cảm thấy là không thể không bấm được thì bấm nghe. 1 2 3 Cái cú ôm sau cùng của ông Quyền Linh á là làm. Còn em thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Tại vì do cái môi trường làm việc của em thì thực cái rủi ro ế là rất là cao, nên là em cũng ế cũng mấy năm nay rồi ạ. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời các bạn. Bạn gái em hãy giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Em tên là Nguyễn Thanh. Em năm nay 24 tuổi. Hiện tại em đang làm giáo viên mầm non. Quê em thì ở ngoài Hà Nội và hiện tại em đang làm việc và sống ở tại Hồ Chí Minh ạ. Một cô giáo rất dễ thương. Mời bạn trai. Em tự giới thiệu Trần Đình Cường, 26 tuổi, hiện nay đang là ở quận 12 và làm việc tại quận 9 bên thuốc ngành thuốc thú y ạ. À, mình giới thiệu một chút về mình đi, điểm mạnh điểm yếu của em. Về điểm mạnh của em thì em là một người rất là vui vẻ, dễ gần, biết chăm con nít. Khuyết điểm của em thì là em hay quên, hay mít ướt. Còn một cái khuyết điểm nữa của em thôi, chắc em nói một hồi anh Linh bắt bẻ em là em hát hơi dở. Thường mấy người hát dở là hay hát lắm á. Dạ vâng, đúng rồi đó anh. Thế hả? Dạ vâng. Dở. Rồi làm luôn câu đi em. Làm luôn. Trời ơi, em thì dòng nhạc của em yêu thích là bolero, nhưng mà em xin hát một bài về nhạc trẻ. Nhạc gì em? Thích dòng nhạc gì? Bolero. Bolero hả? Dạ vâng, nhưng mà em xin hát nhạc trẻ đi ạ, chứ hát xong nhạc. Thôi thôi, hát nhạc anh thích bolero. Bolero đi em. Đúng sở trường của mình đi em. Dạ nói trước là em hát hơi dở nên được là rồi. Tất cả quý vị đừng có cười. Và cái thứ hai là em mong là anh Linh là giúp là giữ bạn trai bên cạnh là giúp bình tĩnh giúp em ạ. Không một hồi hát xong rồi nhớ mấy bạn đi chạy mất ạ. Phần làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Em xin hết ạ, để đảm bảo an toàn em xin dừng ạ.
Bài này ruột của anh đó em. Bài ruột anh Linh đó. Tới bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của bạn trai là gì? Dạ điểm mạnh của em là nấu ăn, thể thao. Rồi có tật xấu gì không? Tật xấu là có hay bị trễ giờ xíu. Trễ giờ? Ủa thường bạn gái mới trễ giờ chứ bạn trai hẹn cũng trễ giờ nữa hả? Em mắc căng điểm hả em? Cái vô kẹt xe đó chị ơi. Xe mình tự hao đi sớm chút đi em. Dạ. Dạ mà tính em cũng hay quên chị ạ. Có khi nào anh đi chết rồi em hay quên là coi như hủy luôn đó chị. Ừ đó. Em được mấy mối tình rồi? Dạ một à. Quen lâu, lâu rồi? Dạ quen cũng được 2 tháng. Trời ơi. Rồi chia tay lâu chưa em? Dạ chia tay cũng lâu rồi chị ạ. Dạ 3 năm. 3 năm rồi. Dạ. Còn em thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng trải qua có một mối tình ạ. Tại vì do cái môi trường làm việc của em thì thực sự là cái rủi ro ế là rất là cao. Có tiếp xúc thì cũng chỉ toàn phụ huynh và con nít. Em lại thêm một cái tật xấu là em lại hay làm biếng đi chơi. Nên là buổi tối em có đi đâu em có đi lòng vòng quanh nhà em thôi. Nên là em cũng ế cũng mấy năm nay rồi ạ. Thế là cũng nhiều lần là cũng vượt qua số phận. Tức là cũng tự mình đi tìm lấy tình yêu. Nhưng mà cũng đều thất bại chị ạ. Tìm bằng cách nào mấy lần đó? Tức là em nghĩ ra một cách là em mặc đồ đẹp. Rồi em thay đồ em trang điểm. Rồi em tìm một quán cà phê để em ngồi một mình. Rồi em mong là có anh nào sẽ đến. Rồi lần đầu tiên thì em cũng có đến. Xong rồi cũng có một anh. Cũng có nhiều người đi qua nhìn. Nhìn xong rồi người ta đi vô luôn. Em nghĩ là chắc trong đầu người ta nghĩ là em đang chờ em đang chờ đang chờ bạn gì đó. Vậy rồi, em có bồ rồi. Em đó, biết chị mà, lâu là thì cái chị chỉ nhưng mà chị, em nhưng mà lần thứ nhất là em chưa bỏ qua, là lần thứ hai em vẫn kiên nhẫn, em vẫn tiếp tục em tìm một quán cà phê khác. Và địa điểm em tìm là hầu như là cũng toàn thanh niên trẻ thôi. Và lần thứ hai thì em chọn địa điểm em ngồi giữa, tại vì em nghĩ là lần đầu tiên có thể em do ngồi gần quá, người ta không nhìn thấy. Thì lần thứ hai thì cũng y như lần đầu, là người ta nhìn xong cũng nhìn mình, nhìn xong người ta đi thẳng. Mà ta nhìn em có cười lại không? Dạ có chị, cười, nụ cười rất là trìu mến ạ. Còn lần thứ ba nữa chị. Ba nữa. Có đầu tư. Dạ, lần cuối cùng là em quyết định là em lần này là đầu tư hơn. Tức là em ngồi ngay cái đường đi vô luôn. Dạ không chị. Chỗ đi vô là mình ngồi rồi. Lần này là cũng nói chung là cũng có một chút thất vọng mà thôi. Người các cũng bảo là quá tăng ba bận. Thì lần thứ ba mà không được thì thôi, mình cũng coi như là mình xác định là ế theo mình dài. Lần thứ ba là em tìm một cái quán là cũng gần nhà em. Cũng khá là nhiều thanh niên. Thì em lần này thì em ngồi ở trong góc thôi. Thôi lần này là tự mình chủ động là cọc đi tìm cho là mình tia xem có anh nào. Thế là ngồi một góc xong rồi ngồi một lúc lâu có một anh cũng dáng cao cao, thư sinh xong rồi cũng lại gần. Lần này là mừng lắm chị ơi. Mừng. Thấy có một anh vô hỏi mừng, là mừng lắm em. Thế là anh vô anh hỏi em là em ơi em ngồi một mình à? Ánh mắt thì chiều mến mà nụ cười giọng nói thì nhẹ nhàng, em nhìn mà thua quả này là dính rồi. Thế là em cũng ngồi, thế là em có trả lời anh không? Dạ có chị, em kể tiếp xong rồi sau đó em nhìn lên em nhìn em cũng sướng lắm, em phải kìm lại. Sao em cũng cười thôi mà dạ vâng em ngồi một mình ạ. Thế xong rồi anh hỏi một giọng nói rất là nhẹ nhàng, vậy cho anh xin cái ghế nhé, vậy cho anh xin cái ghế nhé. Thế anh về ra là bố ông ngồi bên kia, nó ông dám xin cái ghế. Thế là từ đó là mất niềm tin rồi chị, thế là từ giờ ế đến tận bây giờ. Trời đất vô duyên dễ sợ. Dạ em cũng mừng hột lắm anh ơi. Chuyện thiệt không hay đang kể chuyện hài vậy? Dạ không thiệt đó chị hỏi chị gái em biết chuyện là em cũng đầu tư lắm. Tại cái số em sao đó chứ. Dạ vâng em muốn mình sao xui dữ hả chị. Thôi hôm nay là hy vọng gặp ông mai bà mối mát tay nha. Dạ. Hy vọng là em sẽ là người thứ tư vào khu vực đó. Và đừng có nói quỷ sứ ghét ghê, quỷ sứ ghét ghê sợ. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến em gái, em muốn tìm bạn trai thế nào? Dạ về ngoại hình thì em muốn bạn trai là nhiều tóc chút ạ. Chắc không anh ơi, chắc không. À? Không anh ơi. Cũng không đoạn à. Dạ rồi độ dài thì cao 1m7 ạ. Độ dài hả? Độ dài chắc không tới 1m7 đâu em. Bớt chút đi em ơi. Dạ thì về tính cách thì hài hòa vui vẻ với mọi người, không có gia trưởng. Có trách nhiệm, phải men lì một chút xíu. Chứ em thấy nhiều bạn trai, tức là ở ngoài đường đó chị, thấy trời nắng là ngại ngại rồi đi, rồi cứ che tay, rồi không có khẩu trang là la làng. Rồi bữa qua em thấy người bịt kín mít rồi từ tay, rồi là đeo khiếng, đeo khẩu trang, mặc áo khoác. Nói chung là hơn cả con gái đó chị. Rồi nhiều lúc mà nhìn thấy như vậy là thôi, vô quán cà phê ông mới cởi đồ xong là thôi chắc mình đi về luôn rồi đó. Đấy là ông cởi ra là được quỷ sứ à, quỷ sứ à, đen quá trời đen luôn trời à. Dạ là mình đi về luôn nữa. Bây giờ bạn trai muốn tìm một bạn gái thế nào? Dạ cao trên 55. Chứ không phải dài mấy năm mà. Không. Rồi có luôn, còn gì nữa không em? À, thân hình chung là không mập, hơi ốm. Được luôn. Có gì khó hơn không? Không có chanh chua. Không chanh chua. Chua. Gái chanh chua đấy, em là chanh ngọt rồi chị ạ, không có chua. Bao ngọt luôn ạ. Anh thấy ấn tượng cô gái bên đây nha. Cô gái đây có duyên lắm anh này. Dạ coi. Nghe nói. Dạ em chào anh. Dễ thương không? Dễ thương thiệt luôn. Hồi nãy giờ nói thật nha. Anh nghe em nói thế anh tưởng tượng không có giống gì đâu. Qua anh bất ngờ lắm á. Em không thích gì ở người đàn ông. Chắc là trên cơ thể, tức là mặc quần áo có một sự gọi là bố cục, gọi là thống nhất với nhau. Mặc quần áo mà có bố cục
Dạ, tức là đừng có mà giả sử như là trên xanh dưới đỏ rồi ở trên rồi ở dưới đôi giày màu tím, hoặc là một cái sự kết hợp nhẹ nhẹ, giả sử như là ở dưới thì mặc quần sọc, ở trên áo sơ mi đóng thùng gì đó trông nó kỳ kỳ. Bây giờ em đoán đi, anh Linh đang mặc cái áo trên màu xanh nè, em nghĩ khúc dưới anh màu gì? Dạ, thì là anh cũng là một người mẫu lý tưởng mà em rất là yêu thích, thì em đoán là chắc chắn anh Linh là đang mặc là một chiếc quần jean và dưới là một đôi giày thể thao. Đúng rồi. Hay quá, không phải giày em, dép. Không nhận đây là cô gái ấn tượng nha, nãy giờ nó thật á, nãy giờ càng nói chuyện càng ấn tượng, mà qua nhìn em xinh như thế là càng ấn tượng hơn nữa. Có lãng mạn lắm không? Dạ không, thì em thì chỉ thích những cái gì mà xuất phát từ trái tim chân thành, chứ mà kiểu xến xúa quá như cả em ơi hôm nay em đẹp quá, em đẹp ơi là đẹp, cái kiểu vậy là em không có thích. Em thích cái gì mình cứ thẳng thắn thôi, em ơi em đẹp lắm. Không có duyên mà. Dạ, tức là kiểu mình cứ chân thật. Được. Có muốn chị hỏi cái gì nhà trai không? Hỏi gì hỏi đi, nhà trai tôi cũng ngon lắm. Dạ, muốn hỏi xem là hôm nay anh ấy mặc quần áo màu gì ạ? Mặc gì ạ? Anh mặc áo màu đỏ. Áo màu đỏ. Quần màu gì được? Dạ có khi quần màu tím. Đủ bốn cục quần đủ đủ. Bốn cục áo màu đỏ. Áo màu tím thì có thể là quần tối màu không chị, hay là quần màu xanh ạ? Thì em đoán đi rồi chị biểu anh đi thay nè. Dạ sơ mi mà mặc với quần tây là đẹp nhất đó chị. Sơ mi quần xanh là em bỏ về liền. Quần xanh bỏ về liền hả? Quần jean. Quần jean áo thun. Cũng được. Đẹp mà. Hợp lý, hợp lý. Đàn trai ngon. Ngon. Em có cái điều gì em không thích người bạn gái không? Không lè loẹt. Cô kia không thích lè loẹt thì chắc chắn cũng không lè loẹt. Dạ đúng rồi. Đừng lo. Em hình dung bạn gái bên đây như thế nào? Cao. Cao. Có cao. Ốm. Vừa người. Hình như là đúng với sở thích em. Trời ơi, chưa thấy mà biết đúng sở thích của em luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi, nghe Linh nói. Bây giờ nếu được, bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ một năm cũng có thể là... Sống hơn đi. Do hai bên nữa. Ừ. Dạ tới luôn đi anh ơi. Tới luôn hả? Tới luôn. Có làm dâu không em? Dạ, nếu mà được thì có chị. Có hả? Dạ. Làm dâu được không em? Dạ được chị ơi. Bây giờ cái gì cũng được. Phụ nữ hiện đại là không ngại với mẹ chồng chị ạ. Hay không? Mẹ chồng dễ lắm em ơi. Dạ không vâng, với cả em cứ nghĩ là không có mẹ chồng thì không thể nào có chồng mình được. Hay quá, thấy chưa? Em thấy nhà gái chưa? Quá mạnh. Em mà nhìn thấy em còn ngất xỉu luôn. Em phải bình tĩnh đó nha. Hơi bị được đó em. Rồi. Em trai đi với ai? Dạ đi với cậu ạ. Cậu. Dạ. Nói chung Cường á thì nó hiền lắm, nó lanh lẹn, mà nó nhát lắm, nó không kỳ không... hiền, lanh lợi mà nhát. Nhân gái. Nhân gái. À nhát bạn gái. Nó còn bạn gái bên này thì chuẩn. Dạ con cảm ơn cậu. Nó còn bên chỗ bạn gái bên này là mẹ là bên chỗ mầm non đúng không? Dạ. Mẹ Cường, mới lại em gái Cường cũng bên mầm non luôn. Ồ. Oh. Dạ. Vậy là hiểu nhau quá. Hôm nay mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị gái và các cô trong trường ạ. Chị ruột hả em? Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường, chào quý khán giả ở phòng quay ạ. Thấy bạn bên này thì chị thấy cũng được. Nói chung là Thanh thì thích nhẹ nhàng lắm, mà cũng hơi mít ướt, cũng có tính hay quên. Có gì thì hai em cứ tìm hiểu. Nếu mà được thì một năm sau có thể tiến tới cũng được. Nhà chị cũng mong lắm rồi. Cảm ơn chị. Như vậy là thấy nãy giờ là mọi người ở trong trường quay rất là phấn khích rồi. Không biết hai bạn gặp nhau như thế nào. Rồi kéo màn. Kéo màn lên. Cặp này hợp đấy. Hợp đó. Hôm nay là hai người mặc áo cặp hay gì đó. Có thần giao cách cảm. Đỏ đỏ ha. Em cảm ơn anh. Sao em thấy bộ đồ anh mặc gì được không em? Dạ rất là tông xẹt tông ạ. Rất là được ạ. Được. Bây giờ khoan nói chuyện. Bây giờ. Dạ. Đây, đang ngồi uống cà phê. Uống cà phê em, ngồi uống cà phê. Em tiến vô quán cà phê, cổ đang ngồi giữa đường. Đó, em làm gì em làm đi. Tâm trạng nhìn xa xăm. Đó, tâm trạng nhìn xa xăm. Cổ đang ngồi uống cà phê nhìn xa xăm. À, lạng qua lạng lại, để em tôi dịch cho. Em tới đây với ai vậy? Dạ, em ngồi một mình thôi anh ạ. Vậy em uống gì chưa anh? Em gọi. Dạ, em gọi rồi anh. Rồi rồi em. Anh có thể ngồi đây được không ạ? Dạ vâng, anh ngồi luôn. Chắc là có tâm trạng gì không? Đưa cà phê đúng không? Dạ không ạ, tới thả thính rồi. Vậy là được không em? Lần này là dô là không có làm cao ạ, mời ngồi dô liền và hút liền ạ. Rồi. Dạ, em với anh đến đây gặp nhau thì chung nào cũng có một cái duyên rồi. Còn mình có đến được với nhau hay không cũng là do một cái nợ nữa. Nên là em cũng mong là em và anh mình cùng cởi mở và mình cùng cho nhau cơ hội để mình cùng tìm hiểu ạ. Dạ nếu mà được thì mình tiến tới mình bấm nút luôn. Cưng, từ từ cưng. Bình lần thứ tư này sợ anh đi luôn. Buổi tối em làm về em có hay đi đâu chơi không? Dạ em cũng ít khi đi chơi lắm. Tức là bình thường em đi làm về xong em cũng ở nhà. Em phụ nhà xong rồi cũng xong xuôi cũng 8 giờ mấy rồi cũng ở nhà.
đi chơi thì cũng thỉnh thoảng đi cà phê mấy cô trong trường thôi. Dạ, với em thì mình cứ có gì mình cứ chia sẻ thẳng thắn và thật thà với nhau là được, đừng có giấu giếm cái gì. Với cả em nghĩ là cũng không có ai hoàn hảo cả, mình đều có những cái điểm gì và tật xấu mình sẽ cho nhau biết để mình cùng nhau sửa. Vấn đề về chung thủy em đề cao cái đó hơn, tại vì cái đó nó giống như kiểu là bản chất rồi, nó ngấm vào máu rồi. Còn những cái khác là sẽ như là nóng tính hay là nhậu nhẹt gì là mình có thể cùng nhau sửa. Còn anh mấy tật xấu thì cũng không có, hút thuốc thì cũng không, nhậu nhẹt thì cũng có khi vui vui ở nhà thì có một ly hai ly. Không sao, em thì em cũng thoải mái lắm. Tức là đàn ông thì nhậu rồi đi chơi bạn bè thì em với em là bình thường, tức là mình biết cái đà mình dừng lại là được rồi. À, trong gia đình thì về kinh tế ai sẽ là người quản lý? Dạ vợ. Nghe cái này là phải bấm nút liền chị ơi. Ảnh không nói em cũng bấm nút liền. Chị biết mà. Chị phải chị hiểu em, chúng mới cùng phe đó chị. Từ từ đi em, chị sẽ gả em. Hẹn hò sao? Nói luôn đi. Đi xem phim, ăn uống. Thì em thích đi nơi nào đó thì anh sẽ đưa em đi. Anh sẽ không nói câu là anh yêu em, nhưng mà anh chỉ nói là chúng ta hãy cho nhau một cơ hội và là chúng ta yêu nhau. Yeah. Dạ, của em cũng như trên ạ. Rồi, thôi được rồi. Cặp này lành quá ha. Suy nghĩ thật kỹ nha, rồi quyết định nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1. Cậu dưới vỗ tay rồi kìa. 2. Ba. Hết thời gian. Đây. Ông tài thì hay. Đôi quá. Áo đôi ha, đấy. Áo tình nhân rất ha. Đẹp đôi đấy. Cứ hết sức bình tĩnh, chị hứa chị gả. Đẹp gái, thông minh, hóm hỉnh. Gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lê Chiến Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là máy nước nóng hiệu Santon. Đây là máy nước nóng hiệu Atlantic. Gửi tặng hai bạn tổng trị giá là 7 triệu đồng. Cố gắng nha em, lần này là nắm bắt mà không để cho anh chạy nữa nha em. Không thể nào thoát được à. Báo tin vui cho chị với anh Linh nha. Rồi bây giờ hôn gái đi, hôn em bạn trai. Xinh quá. Mẫu người em muốn tìm là người bạn trai như thế nào? Không có hô, không hói. Ví dụ như gặp người hô, người hói là sao? Khởi đầu thật là suôn sẻ. Thôi mình hôm nay vui. Nói, cặp đôi thứ hai luôn anh. Vui này luôn ha. Dạ. Cặp đôi thứ hai bắt đầu. Bắt đầu. Hạ Mang. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Mời em. Chào chị. Mời bạn giới thiệu về mình. Em xin chào Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Em xin chào tất cả quý vị khán giả. Em tên Trần Quốc Vương, em 38 tuổi. Em đến từ Quảng Ngãi. Làm nghề gì? Em làm điện cơ tại thành phố Hồ Chí Minh. Trần Quân Vương hả? Chú cha tên dữ ta. Quân Vương. Trần Quân Vương. Rồi, mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả, chào bạn bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thu Trâm, năm nay em 33 tuổi. Quê ở Tây Ninh. Em đang làm nhân viên chứng từ của một công ty xuất nhập khẩu ở quận 7. Quận 7 với lại quận 12 cũng gần nhau, cũng được. Gần quá ha. Trong thành phố làm thế nào bạn? Dạ em mở một cái tiệm nhỏ, em sửa chữa với em buôn bán. Coi như là có cơ sở riêng rồi đó nha. Hôm nay em đến đây em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Chiều cao thì em khoảng tầm 1m55. Vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm chia sẻ, biết kính trên người dưới. Đơn giản vậy thôi ha. Bên đây hồi hộp quá, nghẹn ngào. Bình tĩnh em, bình tĩnh em, hít thở sâu và trả lời. Mẫu người em muốn tìm là người bạn trai như thế nào? Nói chung là không có hô, không hói. Sao vậy? Hô hô chứ có gì đâu. Ví dụ như gặp người hô, người hói là sao? Cái đó chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi. Còn ví dụ như em gặp mà em cảm thấy ảnh dễ mến hay là tạo cho em một cái sự tin tưởng gì đó thì cũng được anh. Ừ, ở đây được. Câu sao vớt lại được ha. Rồi mình nói một chút xíu về tình trường của mình đi bạn gái. Em có hai mối tình sâu đậm nhất là mối tình 5 năm và mối tình 4 năm. Trời ơi. Yêu nhau 10 năm rồi. Thôi, yêu dài dữ vậy mà sao không dứt sớm sớm đi để đi kiếm người mới mà để anh chiên cái 4 năm, cái 5 năm, cái hết 10 năm cuộc đời rồi em. Lúc đầu cũng yêu nhau thấm thiết lắm mà, nhưng mà cuối cùng
tự nhiên không còn nữa. Bây giờ mối tình này nếu mà yêu được thì bao lâu nữa tiến tới hôn nhân? Thuận theo tự nhiên thôi chị. Trời ơi, đừng có để cái 4-5 năm lâu lắm. Mình tìm ra được cái nguyên nhân mà lý do gì đó mà hai mối tình nó dài. Đúng rồi, hai mối tình gần 10 năm mình phải rút ra cái kinh nghiệm gì chứ. Cái mối tình đầu là lúc đó còn trẻ anh. Còn cái sau là do cả hai đều nóng tính đó chị. Xong rồi anh kia thì nóng quá, em cũng nóng nhưng mà nóng vừa vừa. Rồi cái cuối cùng trong cái lúc mà nóng quá thì mình có một cái quyết định không có được sáng suốt á chị. Lỡ rồi mình thì mình đi kiếm lại. Anh bên kia có nóng tính không anh? Anh cũng có em, nhưng mà mỗi lúc anh nóng tính có thể là anh không có nói. Nhưng mà anh sẽ tìm một cái trong ăn uống hay là đi uống cà phê một mình. Có thể là vậy. Tức nóng lên đi uống cà phê, nóng lên đi ăn uống. Bạn trai bên kia tình trường mình như thế nào? Chính thức thì em có một mối tình gì có từ chia tay này được 4 năm rồi. Quen lâu không mà chia tay? Quen được 4 năm. Trời. Lý do tại sao chia tay? Có một chút bên phần gia đình đó. Em cũng đã cố gắng nhưng mà vượt qua không được. Gia đình bên bạn gái hay là gia đình bên mình? Phần dạ, gia đình bên gái. Trải qua cũng một thời gian dài mình tuổi cũng không có còn nhỏ nữa. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình không? Em không thích là gia trưởng. Hỏi ra là động tay động chân, không có chia sẻ chị. Bắt đối phương phải chịu đựng quá nhiều thì em không thích. Có khi nào bạn nghĩ là mình sẽ đánh bạn gái không? Dạ không, cái đó tuyệt đối, đó là em nói từ nhỏ rồi. Cô này cũng rất là cá tính, nóng tính nữa. Nếu như hai người lấy nhau thì mình sẽ lập nghiệp, mình sinh sống ở đâu? Em dự định là sẽ ở tại thành phố Hồ Chí Minh là gì? Công việc của anh hiện nay ổn định? Dạ em cũng tạm ổn định. 38 tuổi là cũng lớn rồi đúng không? Em có cái tiệm đó, mua bán sửa chữa điện cơ đó. Đó là nhà mình luôn hay là mặt bằng thuê? Cái đó em đang thuê chị. Nhà người thì có lẽ là em cũng đang định hướng để mua. Bây giờ được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Khoảng tầm cỡ trên dưới 1 năm. Trên dưới 1 năm nữa là được ha. Dạ. Rồi, rất là đứng đắn, chững chạc. Còn em thì sao? Chào anh Quang, xem bạn gái thế nào. Chào anh. Chào em. Nếu như có một người đàn ông rất yêu thương em cũng yêu anh ấy nhiều lắm. Nhưng mà họ có một hoàn cảnh rất là khó khăn. Gia đình em không đồng ý. Vậy thì em có đủ bản lĩnh để vượt qua những cái điều đó hay không? Lúc nào gia đình em cũng đồng ý hết á. Từ nhỏ tới lớn á, không đồng ý cuối cùng em thuyết phục cũng được. Nên em không có ngại vấn đề bên nhà em. Em có ngại quen một cái người mà họ đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt kinh tế, nhưng với họ ý chí nghị lực rất là mạnh mẽ không? Có ý chí là được anh. Em thì em rất là chia sẻ. Nhưng mà nếu mà yêu thương người phụ nữ của mình thì đừng để cho họ phải chịu khổ lâu quá. Người phụ nữ cứ chia sẻ trong một thời gian quá dài thì mình đâu có cần cái gì phải cố gắng đúng đâu rồi. Thì như vậy em như không vậy chấp nhận không là tốt lắm. Có ý cầu tiến trong cuộc dạ, sống. Dạ đúng rồi. Anh này anh nghĩ rằng anh rất là quan tâm chia sẻ với người đó. Anh sống rất là nội tâm. Thôi bây giờ thì có lẽ mình hỏi ý kiến người thân cái đã. Hôm nay em đi với ai? Em đi với hai chị đồng nghiệp với lại bạn của em. Chào em. Chào anh Huyền Linh với chị Cát Tường. Trâm thì làm với em cũng lâu rồi, cũng khoảng 9 năm. Tánh của Trâm thì được cái là rất là thẳng tính. Không đúng cái gì thì sẽ nói thẳng hết. Em nghĩ anh là cũng khá là chững chạc và điềm đạm. Anh cũng sẽ biết kiềm chế để chia sẻ cùng với bạn Trâm. Biết gọi là nhường nhịn tí xíu được rồi. Thôi cảm ơn bạn. Thằng trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với một số người bạn của em. Mấy người bạn? Em chào chị Cát Phượng và chị anh Quỳnh Linh. Bạn Vương á, tính á, thì không cũng không nóng lắm đâu. Khi nào mà nóng á, thì bạn ít nói. Như thế em thì một người phụ nữ á, thì mình phải người mình là cơm sôi bất lửa, chồng dẫn bất lời. Mình phải người đầu tiên kiềm chế lại trước. Rồi sau đó có chuyện gì mình ngồi lại với bạn đọc nói chuyện với nhau. Để những cái gì đúng cái gì sai. Còn bên bạn gái thì mình thấy cũng đẹp, dễ thương. Hai bạn có đến với nhau được thì cũng tùy thuộc vào vấn đề rất là nhiều. Rồi, cảm ơn anh. Chúng ta kéo màn lên cho hai bên gặp mặt. Nào, chúng ta có 2 phút thôi nha bạn nha. Bây giờ không khí cũng trầm lắng, anh nghĩ rằng bạn trai hãy hát một bài nào đó để gây ấn tượng với bạn nữ nào. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều. Người yêu đáy cát cao sang, lụa là gấm hoa vàng son.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cảm nhận về nhau. Anh cho em hỏi là thí dụ như em với anh quen nhau đi mà ba má anh không có chấp nhận em điểm gì đó thì anh sẽ như thế nào? Cái này thì anh nghĩ chắc ba má anh không có vấn đề. Nhưng mà anh nói giả sử như ba má anh có hay nữa thì anh cũng sẽ tìm cách nào đó để thuyết phục. Cái quan trọng là anh cưới vợ cưới cho anh, cái tìm hiểu em. Anh cho em hỏi là cái quan niệm của anh về tình yêu đó, nó như thế nào ha? Từ lúc mà anh còn nhỏ là anh cứ tư tưởng anh là anh xác định quan là sẽ cưới. Cho nên là từ cái lúc mà 30 tuổi trở về trước là anh không có bạn gái. Anh chỉ có chẳng qua là bạn bè. Còn sau 30 tuổi là bắt đầu anh muốn tìm hiểu. Trong không gian gia đình thì anh sẽ cần một người là cũng phải biết quan tâm chia sẻ. Mình phải biết làm sao để mà có cái điều tiết giữa hai bên. Để mình cân nhắc để cho đừng có xảy ra những cái gì nó quá đi quá xa. Em đính chính lại là hồi nãy em nói là em nóng tính, nhưng mà có nghĩa là trước đó là em sẽ là người chịu đựng trước. Có nghĩa là lúc nào mình cũng phải quan tâm chia sẻ và cái gì cũng phải chia sẻ với nhau hết. Chia có chia gì chia thì chia cứ nói ra. Em thì em không có bắt đối phương chịu đựng em quá nhiều rồi, em cũng không có bắt là anh làm cho em cái đó. Mà còn em thì cứ là người nhận không. Em thì có qua có lại. Cái bữa ăn gia đình đối với anh thì nó cũng hơi khá quan trọng. Cho nên là em biết nấu ăn nữa là rất ok. Nhưng mà anh có phụ người ta nấu không mà anh kêu người ta nấu? Anh rất sẵn sàng và điều đó anh làm rất là ok. Mình nên cái vấn đề là mình sẽ phát triển kinh tế trong tương lai thế nào để sau này còn có vợ có con chỗ ở lo cho vợ cho con nữa. Bởi vì cô này nói đúng đó, phụ nữ không thể nào chịu đựng khổ mãi, chia sẻ chờ lâu mãi được. Quá được. Em thì hiện tại em đang sửa chữa, là em buôn bán trôi đổi thì cũng, nhưng mà tương lai em cũng đang sản xuất ra để mà phân phối cho đại lý rồi đại lý phân phối tiếp. Được đó, cái sản xuất phân phối nó hay đấy. Em cũng đang làm và cuối có lẽ cuối năm nay em sẽ ổn định. Em cũng nghĩ vậy. Anh sẽ cho em một cơ hội và em cũng sẽ cho anh một cơ hội. Rồi. Đặt tay vào nút bấm luôn. Rất rõ ràng, rất thẳng thắn, rất chân thành. Nào, hãy để tay vào nút bấm các bạn. Suy nghĩ làm kỹ đếm nha. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Mình cũng phải nói là cũng lớn rồi ha. Chuyện tình yêu thì nó không còn gọi là lúc như lúc trẻ mà gọi là còn nông nổi nữa. Bây giờ mọi người đều có suy nghĩ chín chắn. Chúng ta cố gắng thực hiện những ước mơ, những khát vọng của mình. Em cảm ơn chương trình, em cảm ơn ban biên tập đã tạo cơ hội cho tụi em gặp nhau. Cố gắng lên đàn trai nha. Mình sẽ vượt qua tất cả mọi thứ. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng các bạn có thể đi xem phim để hiểu nhau nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Máy nước nóng hiệu Santong gửi tặng bạn. Máy nước nóng hiệu Atlantic gửi tặng bạn. Dạ, đúng rồi. Tổng trị giá hai sản phẩm đó là 7 triệu đồng. Chúc hai bạn sẽ tìm hiểu được nhau và sớm báo tin vui cho chúng tôi. Dạ, cảm ơn hai bạn. Thấy chưa? Ta chịu không kìa. Đó, không đi. Đúng rồi. Anh Nguyễn Minh cứ vậy không à? Cái luật anh đưa ra mà anh quên hoài. Người ta khiếu nại kìa. Thấy chưa? Thế nào khiếu nại? Đúng rồi. Quá. Hèn chi anh buồn hiu à. Đây tôi cầm cho. Không cho bạn bè dưới thấy kìa. Đó. Được chưa? Rồi. Hai anh chị cố gắng sớm chút nha. Rồi, chúc mừng anh chị. Bạn có khuyết điểm gì? À, khuyết điểm của em thì ngủ nhiều. Con cũng ngủ nhiều nữa. Hai đứa lấy nhau về ngủ không hả? Không mặc ăn gì trên. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ em tên là Phạm Đức Nhân. Em sinh năm 91 và hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc ở đâu bạn? Dạ ở Tân Bình anh. Tân Bình mà làm về gì? Dạ em đang làm về công việc là quảng cáo. Quảng cáo? Chuyên tổ chức event. Quê bạn quê gốc là ở đâu? Dạ quê gốc em ở Quảng Nam. Mời em. Dạ em xin chào chị Cát Tường. Con chào chú Quỳnh Linh.
Chào toàn khán giả và chào bạn cùng chơi ạ. Em tên là Hoàng Thụy Vi, em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên bán hàng và có một cái shop online riêng. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi. 24 tuổi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em có thể vẽ được rất là đẹp. Vẽ về cái gì em? Vẽ cái gì? Dạ, truyện tranh. Hôm nay có vẽ gì không? Dạ có. Vẽ gì vậy em? Cho mọi người xem với. Dạ. Quẻ hình tôi á. Đẹp quá à. Vẽ rất đẹp luôn quý vị. Một lát nữa cho bạn trai coi. Rồi, còn gì nữa không em? Dạ, em có thể nấu ăn rất là ngon. Nhược điểm của em là hay đi ngoài đường thì hay bị mất phương hướng và hay thay đổi quyết định. Cứ giống như là không biết đoán gì vậy. Ví dụ như là mình bạn hẹn là ngày hôm nay là sẽ đi tới điểm đó, mình đã đồng ý rồi, nhưng ngày hôm sau là mình thay đổi là không muốn đi nữa. Kỳ vậy, chết rồi, mốt hẹn hò làm sao? Em trai ơi, nghe bạn gái chia sẻ vậy mình cảm thấy sao? Dạ bối rối chị. Bối rối hả? Mốt hẹn hò gần tới nơi thay đổi thôi, đừng hẹn nữa. Rồi bạn trai, bạn có khuyết điểm gì, ưu điểm gì? Khuyết điểm của em thì ngủ nhiều. Ưu điểm thì thích chơi những môn thể thao, thích đi du lịch. Khuyết điểm là ngủ nhiều thôi hả? Nhiều lắm mà nấu ăn dở. Có tật xấu gì không? Rùng quá không nhớ vậy. Chú Yên Anh ơi, con cũng ngủ nhiều nữa. Hả? Hả? Con cũng ngủ nhiều nữa. Ngủ nhiều hả? Rồi hai đứa lấy nhau về ngủ không hả? Không mặc ăn gì hết. Ngoài ra mình còn khuyết điểm gì nữa không? Dạ, dạ không. Nhiều đó thôi. Bây giờ mình nói về tình trường đi ha. Rồi. Dạ, em có đã từng trải qua hai mối tình. Dạ, mối tình đầu tiên thì kết thúc vào năm em ra trường là em không quen nữa. Cái mối tình thứ hai thì em quen trên mạng, cho nên là bạn đó không có được tốt lắm, cho nên là em cũng không quen nữa. Đã kết thúc cách đây hơn một năm rồi. Qua những cái mối tình đó mình rút kinh nghiệm gì không em? Giờ mình mong muốn như thế nào? Dạ, qua những mối tình đó thì em mong muốn là sau này sẽ gặp một người hiền lành, biết chơi thể thao, biết chơi guitar. Không có bụng phệ, đầu hói, răng khẽ. Từ từ em, để bên kia nghe, bên kia choáng nhiều từng món nè. Biết chơi thể thao? Biết. Biết chơi guitar? Biết guitar không? Không chị ơi. Không. Từ từ học. Không có bụng phệ. Có nhìn em. Bụng hơi bự. Không có đầu hói. Không có đầu hói. Quá hói. Hả? À, anh có cao được 1m65 ạ? Hơn 1m68. Vậy là được. Em thích một người phải biết quan tâm đến bạn gái. Và khi mà quen nhau thì em muốn là gia đình của hai bên cũng biết nữa. Không giấu giếm ạ. Tất nhiên thì quen nhau thì gia đình phải biết rồi. Tại vì lên chương trình thì chắc ai cũng phải biết rồi. Đúng rồi. Những gia đình biết mà hàng xóm, bạn bè, khán giả cả triệu người biết luôn. Điều này khỏi lo. Nếu mà quen thì một tháng gặp cỡ khoảng 2-3 lần được không anh? Được chứ. Nói chung là sao tự nhiên em yêu cầu ảnh cứ một tháng có 3-4 lần vậy? Tại vì em thấy cái bạn trước á, sao mà cứ 3-4 tháng gì mới gặp một lần. Em nghĩ là không có thời gian thì cũng ham công việc như bây vậy. Bây giờ mình phải đòi một tuần 3-4 lần mình mới rút nhanh được. Bạn trai tình trường như thế nào em? Dạ em thì cũng đã trải qua hai mối tình rồi. Một mối tình thời sinh viên và một mối tình sau quãng sinh viên của mình. Thì cũng chia tay mối tình thứ hai cách đây được 2 năm rồi. Trong thời gian 2 năm này thì cũng bận công việc nhiều quá, đâm ra cũng không có thời gian để đi tìm hiểu, tìm kiếm ai hết. Bây giờ em muốn tìm một người bạn như thế nào? Dạ, em thì cũng chỉ cần người biết nấu ăn ngon và nói có giọng nói dịu dàng. Người ở trong này và công tác tại trong này. Cao thì 1m53 trở lên là được. Mấy bạn kia cao 65 rồi đó, được không? 1m65 thì quá ok với anh. Bạn có biệt tài gì không? Dạ, em thì thời gian những lúc stress thì em hay chơi Rubik. Có Rubik hả? Dạ đúng rồi. Hôm nay bạn có chơi được không? Dạ có em. Có đem theo không? Dạ có. Đâu bạn chơi thử coi. Cho chị qua coi với cái này kỳ khoái nè. Thường á anh chơi cái này chắc phải tiếng mới ra. Mà em khoảng nhiêu? Tại vì đợt này em cũng ít chơi. Hồi trước em chơi tùy Rubik nên Rubik mà nó trơn nó dễ thì em xoay trong vòng 45 giây. Còn mà cục này thì em xoay cỡ chừng 1 phút rưỡi. Rồi đâu thử coi. Đâu thử bắt đầu. Rung. Mấy cái này người mà thích chơi này là họ tỉ mỉ lắm á. Dạ, cái này này nó sáng tạo. Nó có theo một cái công thức của nó. Thôi, thua, mình không chơi được cái này đâu. Cái này cũng phải ghiền với đam mê phải không anh Linh? Đúng rồi, phải có đam mê mới được. Không, cái này nó cũng dễ thôi, nó có cái công thức của nó. Mình đã tìm ra được thì nó đơn giản lắm. Vấn đề là lanh lẹ thôi, chơi cái này để chúng ta có thể đỡ run trước đối phương rồi đó. Chúng em gặp cô kia em run á, em cầm chơi cái này vừa chơi vừa nói chuyện. Dạ. Rồi xong rồi đó hả? Dạ. Hay quá ha. Chà, để hỏi bạn nữ rồi, ủa em biết chơi Rubik không? Dạ không.
Rồi lúc mà em bị stress, em bị căng thẳng thì em sẽ làm gì? Em vẽ và đàn piano. Vẽ và đàn piano. Về mà hai đứa có gây lộn nhau, cãi nhau gì đó, đứa chơi đàn piano, vẽ đứa chơi rubik. Bây giờ mình có cái chuẩn người bạn trai, cái mẫu người lý tưởng của mình là người như thế nào không? À, dạ giống như Kim Bum. Kim Bum là ai? Diễn viên Hàn Quốc à? Kim Bum là Kim Bum hả? Bên đây có một bông nữa không? Dễ thương quá. Anh ở đây nó không giống Kim Bum đâu. Em không thích người đàn ông điểm gì? Dạ xịt nước hoa nồng nặc. Em trai có xịt nước hoa không vậy? Dạ có nhẹ. Có nhẹ thôi chứ không nồng nặc. À, với lại vô tâm, không có quan tâm gì bạn gái hết. Có không em? Dạ không anh. Không có. À, đừng có gia trưởng quá. Đây không có gia trưởng, kia có da thịt thôi. Kia hiền lắm. Gì nữa? Mũi cao, thích mũi cao. Thích mũi cao. Tôi sẽ thích mũi cao. Lo tôi coi rubik thôi mà chưa coi mũi cao không, lát qua coi lại. À, bây giờ mũi cao. Nếu mà được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ 1 đến 2 năm. 1 đến 2 năm. Em có chịu đi làm dâu không? Dạ được. Được luôn đúng không? Khỏe. Cao không chị? Cao không? Cao được. Không cao. Bụng có bự không? Được. Hỏi không? Được, khoan để coi cái đã. Nhiều khi ngụy trang á, hiểu không? Được. Không, những người đầu hói là thông minh nữa chị. Thông minh hả? Dạ. Em không hói, em cũng thông minh kìa. Mà bao lâu nữa mình tiến tới hôn nhân được em? Dạ, em thì chắc 1 năm, 2 năm nè chị. Ừ, gia đình mình... Đang hối chị. Đang hối hả? Mình có sống chung với gia đình không em? Dạ không chị, không. Gia đình em đang ở quê. Có cái mẫu người lý tưởng mình là như thế nào không? Bên đây là nãy cái gì anh? Gì? Kim Bum. Kim Bum. Ờ, em có mẫu người lý tưởng không? Không chị. Chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Dạ có chị. Có được cái gì rồi? Tiền cưới vợ. Tiền cưới vợ của em hay của ba mẹ? Dạ của em. Được rồi ha, không yêu cầu gì nữa hết nha. Dạ không. Rồi ok, hợp lý. Ta hỏi ý kiến người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bạn tên Trí. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Rồi chào bạn. À, về nhìn qua bạn nữ thì cũng rất là dễ thương, hiền, cũng rất là hợp với bạn Nhân. Còn về quyết định thì của hai của bạn, em nghĩ là hai bạn nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị sếp. Chị sếp. Chị sếp. Rồi cho gặp sếp em này. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào chị. Em thấy bạn trai cũng được, mà tùy duyên là hai đứa. Thấy hợp không? Hai người hợp không? Dạ xíu xíu à. Ủa sao vậy? 70% mà. Trời 70% là nhiều chứ, xíu xíu gì chị? Dạ còn 30% tùy hai đứa. Thôi được rồi, cảm ơn chị. Kéo màn lên đi. Rồi các bạn cứ thoải mái nói chuyện đi. Em tên Vi không? Dạ. Yeah. Em tặng hoa. Em cũng có này. À, cảm ơn. Coi cái quà của cổ là cổ tự vẽ đó, em coi đi. Dạ. Yeah. Nên Linh coi đẹp lắm. Dạ, yeah, khá là đẹp. Bây giờ nói chuyện anh thấy em sao ạ? À, khá là dễ thương. Luôn không biết hỏi gì luôn. Hỏi ha, em thích ăn món gì? Hai mình rủ nhau đi ăn chứ để à... hai đứa ốm quá. Nói chung về cái mặt ốm thì thấy hai đứa ốm cũng như nhau. Cảm nhận về nhau đi, cười hoài cưng. Vi thấy mình như thế nào? Dạ, em thấy anh cũng được. Vi ở Vũng Tàu hả? Dạ. À, Vi hay về quê không? Dạ có, thường xuyên. Vi ở quận nào? Ở quận 4. Mình thì ở trên Bình Tân. Nó cũng xa đấy. Cũng xa rồi hẹn hò sao? Thì thật ra thì mình cũng làm việc cũng bận khá là nhiều, nên thời gian sắp xếp thì nếu như có cơ hội thì mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Dạ không sao, 1 tháng 2-3 lần được rồi. Ừ, nói chung thì 2-3 lần là ít á, nên nếu như có cơ hội thì mình sẽ nhiều hơn. Dạ. Hiện tại mình ngồi với nhau, mình cảm nhận về nhau như thế nào, nhìn thẳng vào đối phương? Run, thực sự ra nhìn là run, mà những người mà em run đó là những người em thích. Đó giờ em run nhiều không? Cũng ít khi lắm anh Linh. Tại vì gặp người mình thích thực sự nên mình có cảm giác rung động ban đầu là run, với lại có những khi mà có cái gì hồi hộp quá cũng hay run nữa. Còn bạn gái, bạn cảm nhận thế nào về người đối diện? Em thấy anh cũng thân thiện, cũng dễ mến, vậy cũng được. Rồi bạn trai nói một câu gì đi, thật tình cảm nào. À, anh cảm thấy em là một người anh đang tìm, thực sự là vậy, khá là dễ thương, nhỏ nhắn. À, anh hứa sẽ đáp ứng những yêu cầu của em đề ra và sẽ không bỏ bê. Và như em từng nói mối tình trước là 3-4 tháng mới gặp một lần, anh sẽ không để ra xảy ra tình trạng đó, và sẽ luôn cố gắng vun đắp để cho tình cảm được bền chặt. Rồi có thời gian.
Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ thật kỹ nha, vài phút cũng để cho đủ để chúng ta có thể cảm nhận được nhau, xem là trái tim của ta đã có thổn thức gì chưa. Suy nghĩ thật kỹ cho quyết định của mình nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau đi hai em. Đấy, dễ thương nha. Kỷ niệm lần đầu gặp mặt, mời bạn hôn bạn nữ một cái. Để cho anh xin phép gì? Xin phép ai? Xin phép em cho anh được hôn lấy má một cái. Hai, chúc các bạn hạnh phúc nha. Đây là chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Hệ thống Cinebox 212 đi chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho tất cả các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. À, chúc mừng hai bạn. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Giá trưởng là ở dơ. À, có ở dơ không? À, chắc có. Chắc có. Hả? Như vậy là cặp đôi đầu tiên chúng ta đã thấy họ đồng ý bấm nút hẹn hò. Hy vọng những điều tốt đẹp, hạnh phúc sẽ đến với họ. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Hả mà. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ giới thiệu đi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và bạn nữ bên sau tấm rèm và tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây. Em tên là Phạm Trường Nhân. Em sinh năm 1989, năm nay em 28 tuổi và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp? Dạ, em làm bên một công ty quảng cáo ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, con chào chú Quyền Linh. Chào tất cả quý vị khán giả, chào nam bên kia. Em là Trần Thị Kim Ngân, năm nay em 24 tuổi. Quê gốc thì ở Huế chị, và đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. À, em làm công việc gì? Dạ là một giáo viên mầm non. Sao không thấy nói giọng Huế? Tại do em nói chuyện với người Nam á, môi trường công việc em tiếp xúc em nói chuyện tiếng Nam quen rồi. Giờ chú muốn nói con nói tiếng Huế đó con. Con có mấy mối tình rồi? Dạ một. Lâu chưa con? Dạ gần 3 năm. Rồi đang chia tay? Tại do không hợp nhau đây chị. Kỳ vậy, bên kia nói tiếng miền Nam thì cô trả lời tiếng Huế, xong tôi hỏi tiếng Huế cô trả lời tiếng Nam. Tại do em quen rồi. Vì sao mình quen 3 năm vì sao lại chia tay em? Không, ý là em quen có mấy tháng thôi nhưng mà chia tay cách đây 3 năm. Một mối tình một duy nhất hả? Dạ. Là lúc ở ngoài Huế là vô đây rồi. Dạ đúng rồi, ở ngoài kia. Ở ngoài kia. Vậy là coi như chưa có sâu động gì hết. Rồi. Thôi bỏ qua luôn. Bạn trai bao nhiêu mối tình rồi em? Chỉ là một hả? Một luôn. Rồi chia tay bao lâu rồi? Dạ được 4-5 năm rồi ạ. Bạn gái thì sao? Em rất là xinh xắn, duyên dáng. Tại sao 2 năm vừa qua mình vẫn ở một mình, chưa tìm được ai? Tại do là một giáo viên mầm non á chị, cho nên tính chất công việc cũng gọi là hơi bận rộn. Cái thời gian gần đây em cũng đang học liên thông lên đại học á, cho nên cũng không có nhiều thời gian, cũng không có tiếp xúc được nhiều người. Thời gian rảnh rỗi thì em làm gì? Em ở nhà, em ngủ, em xem phim và em ngủ thôi. Vậy hả? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em thích, rất là thích nấu ăn, chăm lo cho gia đình. Điểm yếu thì em nghĩ là một giáo viên mầm non nhưng mà em hát không hay, vẽ không đẹp, múa cũng không được luôn. Trời đất ơi. Thêm một điểm yếu nữa là em sống khá là nội tâm. Rồi, bạn trai, mạnh, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em nghĩ điểm mạnh của em là cũng dễ hòa đồng. Chơi những môn thể thao em chơi đủ hết, nhưng mà em chơi nhiều nhất là đá banh với lại tập võ thôi anh. Còn điểm yếu? Thiếu đoán trong một vấn đề nào đó, giống như em phải suy nghĩ rất là nhiều. Có tài, biệt tài, ca hát, nhảy múa gì không? Em ca cũng được, nhưng hứa là để tra tấn thôi. Đâu giờ tra tấn thử coi. Thì thôi em xin phép được tra tấn tất cả mọi người ở đây ạ. Nào. Dạ. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng em đêm sâu những sớm mai, những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắng em đang chờ đợi anh. Yeah. Hay mà, ca tấn đâu, này là khiêm nhường rồi. Em cảm nhận giọng hát của anh như thế nào em?
Hay lắm chị. Hay hả? Dạ. Con hát, con hát thử chú nghe chút xíu con. Chú Linh muốn con hát kìa. Con hát một đoạn thôi nha chú. Dạ. Hát đoạn mấy đoạn, hát con nửa đoạn cũng được. Dạ. Nhé anh, yêu em mãi luôn nhé anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và em sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Rồi, hát vậy là được rồi. Hai người về hát, hai người nghe được rồi đó. Rồi, bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em đơn giản lắm, cao trên 1m7. Đơn giản trên 1m7. Chi dữ vậy? Tại em cao 1m6 rồi, em đi giày lên nữa chắc cũng 1m65. Bên kia cao nhiêu? Dạ, 1m73 ạ. Được. Thở phào nhẹ nhõm. Dạ. Tiếp. Em chỉ cần một người gọi là chăm lo cho gia đình, không có ăn chơi á chị. Dạ, không hút thuốc. Nhậu thì dạ, nhậu thì nhậu được nhưng mà mình biết điểm dừng. Dạ, hút thuốc thì em không hút ạ. Nhậu thì có nhưng mà em nhậu thì đến ngưỡng em ngưng chứ em không nhậu nữa. Ngưỡng em là bao nhiêu? Dạ, vui vui thì 5 lon. Buồn buồn là 5 két. Dạ, đâu đến nỗi ạ. Rồi, em rất là thích con trai mặc đồ ti. Áo sơ mi có, nhưng quần jean thì sao? Thì đang trẻ thì mặc vậy cũng được chú, từ từ mốt mình lớn rồi mình thay đổi phong cách. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Gia trưởng với là ở dơ. Hả? Có ở dơ không? À, chắc có. Chắc có. Hả? Ủa ở dơ mà chắc có là sao? Mấy ngày mới tắm lần? Ngày tắm 2 lần. Một ngày tắm 2 lần. Trời ơi. 2 ngày tắm 1 lần. Rồi quần áo rồi bao lâu mới giặt? Dạ thì em thấy nhiều làm giặt à. Ngày đánh răng mấy lần? 2 lần. Vậy cũng được. Thì có cái gì mà dơ? Dạ lâu lâu quên thiệt lần. Lâu lâu quên thiệt lần. Có khi 1 tháng quên 1 lần à. Dạ không có, không đến nổi. Trời ơi, mặt mày sáng sủa đẹp trai vậy mà tự nhiên thích mà không có sạch lắm là sao? Đâu, trời? Ta nói vậy thôi chứ. Dạ. Đâu đến nổi. Đợi chút, họ có gia trưởng không? Dạ không ạ. Còn gì nữa không? Còn cái thích gì bạn trai nữa không? Dạ em thích tự lập chị. Làm dâu được không? Dạ được. Được phải không? Anh thấy sẽ làm dâu là bình thường à? Bình thường. Dạ. Rồi, dễ quá. Nghe hết rõ chưa? Dạ rõ ạ. Bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Dạ em dự tính là 2 năm được. 2 năm nữa. Bạn thích người phụ nữ dạng hiện đại hay là truyền thống? Lai lai giữa hai cái truyền thống với hiện đại cũng được. Bạn trai cũng được à, ngon à, được á. Được, mà em coi bạn gái mình sao nha. Dạ, ô, chào chú. Chào anh gái. Cao mét mấy, sao mấy? 6 6 hay nặng nhiêu? 45. Hơi gầy xíu á con. Dạ không sao, nuôi mập dễ lắm. Bạn trai nuôi đúng không? Bạn trai cũng hơi bê bối chút xíu, còn sợ không? Cái đó mình tập từ từ được. Ảnh hơi bị cận. Không, em thích. Thích gì? Thích con trai đeo kính cận đó chị. Ủa vậy hả? Là gì hả? Hay quá. Dạ. Cái ta. Ủa sao kỳ vậy? Dạ nhìn nó tri thức, nói chung lịch sự, con nhìn con thích. Lúc hôn nhau hơi khó đó em. Dạ con, sao chị tháo kiến vậy? Tháo kiến đâu thấy đường. Dạ không, đâu cần thấy đường, nhắm mắt mà. Kinh nghiệm quá. Kinh nghiệm quá đúng không? Dạ. Rồi, thôi thấy được rồi. Được rồi, cặp này ổn mà. Hôm nay mình có đi đó. Với người thân không em? Dạ em đi với em trai của em. Em trai, dạ. Em ruột hả? Dạ. Rồi, đâu ra chị gặp em trai. Em thấy anh rể tương lai thế nào? Dạ, em thấy nhìn bên ngoài thì rất là ok. Đề trong thì cũng vui vẻ. Nói chung là hai người cũng khá hợp. Em thì em không có đặt nặng cái điều gì, chỉ quan trọng là hai người có vui vẻ với nhau hay là đến được với nhau không. Anh trai nói vài câu gì với em rể tương lai đi em. Thì bữa nào mình ra cà phê hay là gì nữa mình nói chuyện nhiều hơn. Nhậu đi, cà phê gì. Dạ không phải, nhậu thì để nó nhỏ à. Nói chung là khi nào đá bóng giao hữu anh em có thể đá với nhau. Em thấy anh chị này là thích ứng với nhau được bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ chắc cũng được 90%. 90? Trời em sang quá, em cho số rộng quá vậy. Là tiến tới luôn, 90% còn cái gì nữa. Rồi, nhà trai hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em, mợ và mấy người bạn của mẹ em và hai người bạn thân của em ạ. Rồi, lực dạ. Lực lượng đông đảo quá ha. Dạ, đông quá. Một tràng pháo tay cho nhà trai nha. Dạ, chào cô. Chào cô. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường và cùng các khán giả trong trường quay. Còn riêng về bé thì rất là dễ thương. Khi mà mình muốn hiểu về một con người thì cần phải có thời gian. Nhưng mà cái nhìn ban đầu thì theo tôi thấy được là ra mẹ đồng ý. Con em chào bác. Mợ có ý kiến gì không mợ? Khi thấy bé này bước ra là mình rất là thích. Dạ.
Theo mình thấy thì hai đứa cũng hợp được khoảng 90%. Trời ơi sang quá, 90%. Cảm ơn. Được đó con, tiến tới luôn nha. Rồi vô luôn. Mợ rất thích, nhìn con bé này mợ thích lắm. Mợ thích lắm rồi đó. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt. Bên nào cũng cho 90% hết trơn rồi nha. Đẹp đôi. Không gian này là của hai bạn. Anh có món quà muốn gửi tặng em. Dạ anh cảm ơn. Em đi làm ở đây em có gặp những khó khăn nào không? Dạ lúc đầu thì mình có một tí khó khăn về giọng nói thôi. Chứ còn bình thường thì em cũng là một người quen sống tự lập rồi, cho nên em thấy cũng bình thường. Dạ. Hồi nãy anh nghe không rõ là em ở đâu nữa. Ở Tân Phú anh. À anh đi làm ở Tân Phú. À vậy hả? Em anh là anh làm đường nào? Chỗ Lê Cao Lãng á. Em ở Vườn Lài đi qua công ty. Ở Vườn Lài hả? Dạ. Thì quá gần. Tiện quá ha. Tính chuyện hẹn hò đi. Dạ. Cái này thì đúng mà. Gặp em cái anh khớp luôn. Nếu mà lấy nhau thì ai thích con trai thích con gái vừa bày tỏ quan điểm luôn đi. Con thích con gái. Con nói gì cơ? Con nói gì cơ? Con. Chú ngoài vùng cấm địa. Em thấy con gái, tại vì em dạy mầm non á, cho nên mấy bé điệu lắm. Em cũng thích gọi là mua đồ đẹp cho mấy đứa điệu lắm. Anh thì gái hay trai thì đều được. Ủa anh là con một hay sao? Không, anh còn một người em trai nữa, nhưng mà hiện nay đang đi du học nên không có lên đây. Dạ. Em là con một. Dạ không. À quên. Em có em trai mà. Là... con mới đó quên thằng em ngồi dưới rồi à. Con một mà một nhóm á. Nãy giờ họ nói chuyện với nhớ cô đó tên gì không? Cô đó tên gì? Dạ đúng không quên. Trời ơi. Hỏi đi. Lại đi. Hỏi em tên gì? Nói chứ em cũng không biết anh tên gì luôn. Không, anh tên sao là... nói trễ quá vậy? Để chuyện nào xong về hắn nói. Dạ, anh tên đủ là Phạm Truyền Nhân. Em là Ngân, Kim Ngân, Ngân. Kim Ngân. Bằng bạc á. Dạ. Các bạn bây giờ nói chuyện cũng nhiều rồi. Mình nhắm mắt lại, mình cảm nhận xem nãy giờ mình nói gì, rồi cái đối phương của mình như thế nào, rồi một câu nào đó thật là lãng mạn dành cho nhau. Anh thì khi mà gặp em thì nói chung là chữ nó trong đầu nó bài hết trơn rồi. Nhưng mà hy vọng là anh sẽ có được một cơ hội được tìm hiểu em nhiều hơn. Em không biết nói gì hết. Rồi em sẽ nói bằng nút bấm. Hết thời gian. Chúng tôi là chiếc cầu nối để các bạn có thể tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chính vì thế nên quyền quyết định chúng tôi không xen vào. Chuyện là do trái tim của các bạn, xem có cùng chung nhịp đập hay không. Nào chuẩn bị. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Tốt. Trời ơi, muốn xỉu luôn rồi. Luôn quá hai em. Dạ. Bạn trai hồi hộp. Bạn nam rất hồi hộp. Mà phải chín chắn chút xíu nữa chàng trai nha. Nào nắm tay nhau. Người ta đưa tay rồi mà bạn còn chần chờ đúng nữa quá. Anh hiền quá. Anh hiền quá hiền. Hôn quá. Nhau một cái. Nãy em có sợ bạn gái không bấm nút không? Dạ cũng có à. Cũng có à. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng, áp dụng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trên tất cả các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Chúng tôi thật sự xem những cái sự bấm nút các bạn là hết sức quan trọng. Hãy cố gắng. Chúc các bạn hạnh phúc. Nào, mời các bạn. Nắm tay nhau đi hả? Nắm tay thật chặt nha. Cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc á chị, mình stress nặng á, thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể mà hơi to tiếng một xíu. Có đánh người không em ơi? Anh, bạn kia bạn họ có đánh người không chị? Không, dạ không đâu anh. Em trai không em mối tình rồi. Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Vậy hết dạ, cũng được. Để em đến. Để em đến. Mời nhà trai. Rồi, chào em trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì bạn trai, bạn hãy giới thiệu lớn về mình cho bên nhà gái cùng nghe nha.
Dạ em chào anh Quyền Linh, chào em chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào bạn nữ, em chào khán giả trên trường quay. Em tên là Nguyễn Hồng Ân, năm nay em 37 tuổi. Em đang ở quận 3. Hồng Ân làm gì? Dạ em đang là kinh doanh tự do. Em có mở một cái pet shop là bán đồ cho thú cưng. Và em có một đầu tư một vài nơi. Rồi, chúc mừng luôn. Quê Hồng Ân ở đâu? Em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Mời nhà gái. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn Nam và chào toàn bộ quý vị khán giả ở đây ạ. Em tên là Cao Thị Diễm Hương. Năm nay em 28 tuổi. Em đang làm giám đốc sàn của một công ty bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra tại Bến Tre và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ân cho nhà gái biết khuyết điểm, ưu điểm của em đi. Ưu điểm của em là em nấu ăn cũng ăn được, có chí cầu tiến. Em không uống bia, em vẫn nhậu với về công việc cũng nhậu em đều vẫn uống, đúng không? Vẫn uống chứ mà em không có thường xuyên và em không hút thuốc ạ. Dạ, nhược điểm của em thì em hơi nóng tính, dễ tin người. Rồi. Ưu điểm của em là có tài ăn nói và có khiếu kinh doanh, ngoại hình cũng dễ nhìn một xíu. Còn nhược điểm thì tính của em hơi nóng, cái cá tính mình khá là mạnh. Nóng nhất của em là cỡ nào? Nói chung thì trong cuộc sống này thì nó có nhiều cái việc xảy ra đó, thì nóng nhất là cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc á chị, mình stress nặng á, thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể mà hơi to tiếng một xíu. Hơi to tiếng thôi đúng không? Dạ. Em trai không mấy mối tình rồi. Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Chạy hết cũng được. Chính thức thì em đâu đó chắc cỡ 4-5 mối tình. Còn không chính thức khoảng nhiêu? Để em đếm. Để em đếm. Chắc là chắc nhiều lắm á. Vậy thì cái mối tình chính thức nó dài nhất là bao lâu? Dài nhất của em là 2 năm ạ. Ngắn nhất là nhiêu? Dạ ngắn nhất là 6 tháng. Vậy thì em rút ra kinh nghiệm, em thiếu sót điều gì trong tình yêu? Cái vấn đề chính của em khi mà em trải qua nhiều mối tình thì em mới nhận ra một điều là do cái đối tượng mà em quen á, em yêu sai cách. Có nghĩa là em sẽ dành thời gian cho họ rất là nhiều và em đầu tư rất nhiều về tất tần tật mọi thứ, nhưng mà ngược lại thì em lại không nhận điều đó. Còn có một mối tình thì là em bị người ta cắm sừng. Nói chung là cũng đang long đong lận đận về đường tình duyên đúng không? Ngày hôm nay em ngồi đây á là do là em cảm thấy là những cái gì vừa qua là mình đã chơi đủ rồi, và em muốn xác định lại một cái gì đó cho nó nghiêm túc và lâu dài. Còn một cái lý do nữa đó là về phía mặt mẹ của em. Dạ. Sao mẹ sao? Tại vì mẹ em bị bệnh á. Dạ. Tại vì em biết là cái khắc khoải của mẹ em khi mà em ở cái tuổi này rồi mà em chưa có ổn định. Em thương mẹ em lắm. Rồi thôi bây giờ để mình nghe cái chuyện tình yêu của bạn gái bên đây đi ha. Dạ. Em trải qua 4 mối tình chính thức, đa phần là kéo dài là từ 3 cho đến 5 năm. Trời ơi. Lấy hết cả tuổi xuân của em rồi còn. 20 năm yêu đương đó hả? Tại sao lại chia tay? Chia tay cũng nhiều lý do, là cũng có thể là do tìm hiểu cũng quá nhiều rồi thì cũng ra được nhiều cái điểm mà nó không phù hợp với nhau. Tính cách thì đôi khi em đòi hỏi hơi cao. Là bạn phải đủ trưởng thành, đủ chững chạc. Ok. Em cho chị biết cái cụ thể là cái mong muốn của em về cái người bạn trai của em như thế nào. Thực ra cũng không cần quá đẹp trai, thì ít nhất cũng phải có chiều cao từ 1m7 trở lên. Ngoại hình ưa nhìn một xíu. Còn nếu mà xét về tính cách thì em mong muốn tìm được một người đủ bản lĩnh, đủ trưởng thành và chững chạc. Hơi phải khéo léo, tỉ mỉ một xíu. Còn về tài chính thì sao? Về tài chính thì thật ra thì chỉ cần công việc ổn định là được chị. Tại vì bản thân em có thể làm ra tài chính. Em độc lập về tài chính. Đúng được. Rồi, em độc lập về tài chính. Em cũng không quá khắt khe về bạn nam phải giàu có hay như thế này kia. Hai người cùng xây dựng nó sẽ tốt hơn là một người. Dạ, đúng rồi. Bạn trai, mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Cao ráo, xinh một chút, biết quan tâm, chăm sóc, biết chia sẻ, dành thời gian, biết phân bổ giữa công việc và gia đình. Vừa rồi á thì em thấy cái đòi hỏi của bạn nữ như vậy thì em thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ chắc được khoảng, về ngoại hình chắc em được khoảng 60% thôi. Về tính tình thì em nghĩ là em có thể đạt được khoảng trên 80%. Ok. Dạ. Đó vậy là yên tâm rồi. Cho xem mắt nhà gái. Dạ đây ạ. Chào anh Huỳnh Linh. Rồi chào em.
Dễ thương ha, xinh xắn ha. Giỏi giang nữa. Giỏi nữa. Giám đốc sàn của một cái công ty giao dịch. Mua để bất động sản bán được không em? Thật ra trong dịch bệnh thì chuyên môn của em là chuyên về nghỉ dưỡng. Thì dịch càng dịch thì nghỉ dưỡng là bán càng tốt. À dạ. Yeah. Dạ. Tí em mời anh chị xuống resort của em luôn ha. Rồi. Em không thích đàn ông ở điểm nào? Trước hết thì em không thích đàn ông gia trưởng. Độc đoán, em cũng không thích hút thuốc. Còn em không thích phụ nữ điều gì? Em không thích phụ nữ hay nói đi nói lại một vấn đề. Không được đâu em. Không thích cũng phải thích thôi. Không thích cũng phải thích thôi. Người có kinh nghiệm có khác anh? Ừ, anh là kinh nghiệm rồi, thấy ai cũng vậy. Hỏi ký người thân đi. Ừ đó, em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và em trai ạ. À, xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và quý khán giả trong trường quay ạ. À, tôi là mẹ của Diễm Hương. Tôi là người ở Bến Tre thì được hai đứa con. Thì con Diễm Hương là con gái trưởng, còn đây là con gái ở con trai kế. Xét qua thì thấy bạn trai bề ngoài thì tôi cũng chịu, cũng đồng ý. Còn bên trong thì thật sự để muốn cho hai con nó tìm hiểu với nhau, chứ còn nhìn cái bên trong thì tôi không có đánh giá được. Thấy bạn trai nó có cái nhu cầu là muốn con gái của mình nó dành thời gian để lo cho gia đình, thì cái này tôi cũng xin thưa. Thì con tôi là cái công việc nó đã giới thiệu nó rồi đó, công việc rất là bận rộn và áp lực, nên đôi khi không có thời gian để nó dành công việc về cho gia đình. Thì lúc đó mình sẽ sợ là bên nhà trai họ có cái nhu cầu nó không được thỏa mãn thì mình cũng sợ. Linh đính chính cho nhà trai chút xíu nữa. Nhà trai nó là cân bằng giữa gia đình với công việc thôi. Nói thì nói chứ cũng tới chừng có gia đình rồi thì cũng biết lúc nào bán đất, bán nhà, lúc nào coi gia đình. Không lo điều đó ha. Dạ. Nói chung là nghề bất động sản ai cũng hiểu, nhiều khi đêm không ngủ, ngày quên ăn luôn đó. Dạ. Lúc bán được thì nó nhịn ăn cũng vui nữa mà. Mẹ yên tâm đi mẹ, đó con gái mẹ bạn. Cũng lo lắng thôi. À, em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em với lại là... À, bên đây có mẹ nữa. Xin kính chào hai MC, hoạt bát vui vẻ. Tôi là mẹ của cháu Hồng Ân. Cháu Ân vừa rồi thì nó cũng nói về cái bản thân nó thì là đúng là thật sự như vậy, quen rất nhiều. Nhưng mà không có đi đến đâu hết. Nó không có theo được như ý mình. Tại vì cái tuổi trẻ bây giờ nó theo ý tụi nó. Nhưng mà được cái là... cháu quen là cũng đâu ra đó đàng hoàng, khi chia tay cũng rất êm đẹp. Với tôi thì tôi chỉ yêu cầu là cái xinh xắn, cái tài giỏi, cái ấy ai cũng cần. Nhưng với tôi cái đó là phần phụ thôi. Tôi chỉ cần một cái người mà thật sự yêu thương nhau, đến với nhau, đem hạnh phúc đến cho nhau là quý rồi. Cô chỉ cần như vậy thôi. Yeah. Rồi, biết lễ phép, biết trên, biết dưới. Yeah, đó, đúng rồi. Bà mẹ nào cũng cần như vậy thôi. Ai, ok. Đó. Mở rào đi ông ơi. Trời ơi, mở rào. Trời ơi. Rồi em có món quà gửi anh. Cứ bình tĩnh nào, mở quà ra nào. Rồi anh mở trước đi. À, đây là hai quyển sách mà em tâm đắc nhất. À, là quyển Đắc Nhân Tâm và quyển Quản Lo Audi và Sống Vui. Dạ, một cái túi sách rất là dễ thương ạ. À, em còn một cái món quà nữa là về tinh thần. Em đợi xíu ha. Dạ. Mình chơi một tí trò chơi cho nó thư giãn. Ừ, vậy đi. Dạ. Cho cuộc sống nó vui vẻ cưng. Dạ rồi. Đây là cái tiết mục mà anh chưa có diễn với ai bao giờ. Ok, bây giờ thì em sẽ nói anh dừng chỗ nào, anh sẽ dừng chỗ đó. Ha. Rồi, ha. Ok, dừng. Rồi dừng rồi đúng không? Thì anh sẽ lấy cái lá này là lá của em đã chọn. Ok. Ha, em rút ra đi. Rồi em sẽ cho ở dưới xem và không cho anh xem, có thể cho hai MC xem. Sau khi xem xong, em hãy xé nó ra làm 4. Tại vì anh hay ăn gian lắm, lỡ như anh nhìn qua anh thấy, hiểu không? Anh Quyền Linh xem, anh Quyền Linh thấy chưa ạ? Thấy rồi. Thấy rồi, dạ rồi. Anh xé đi ạ. Cầm nó lắm đó. Rồi. Được rồi. Em lấy một mảnh ở đó, em đốt giùm anh và em bỏ cái cho đó vào cái ly. Rồi. Rồi, vậy được rồi em à. Mấy cái mà em có coi mấy phim trinh sát á thì người ta sẽ lưu lại trong cái lòng mắt khi mà người ta coi là cái nạn nhân á, cho anh nhìn em chút. Thật ra là em nhìn cho vậy thôi chứ để ngắm người ta lâu hơn chút. Nha. Ok. Anh sẽ tìm ra cái con đó là con gì.
con đó có phải là con áp cơ không ạ? Đúng rồi đó. Vỗ tay đi ạ. Để kết thúc thì anh sẽ hát cho em nghe một đoạn ha. Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chung bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình mãi theo anh, theo mãi đến hôm nay ân tình vẫn đồng đầy. Và mai sau nữa yêu người càng đắm say. Có ai hơn tình em? Một tình yêu, một trái tim cho em. Rồi đó. Vậy cái cô gái nhiều mối tình là đúng rồi. Thiệt á. Mai chỉ anh học cái này coi nha. Rụng rời á. Anh ơi, cho em hỏi một câu nha. Em có thể kiểm tra em kiểm tra được cái bộ bài đó là bao nhiêu con không? À ok em. Kiểm tra đúng rồi ạ. Không phải kiểm, nên kiểm tra. Cái này dễ ha. Nên kiểm tra. Thật sự là nguyên bộ bài chỉnh chu nha quý khán giả. Anh sẽ nói một xíu là tại vì cái về cái công việc của em á, anh cũng rất là hiểu, do là cái mối quan hệ của anh cũng có nhiều bạn làm trong bất động sản. Anh sợ em chê anh thôi chứ anh không chê em. Dạ. À, thật ra thì em cũng chia sẻ một xíu về em ha. À, đôi khi công việc áp lực thì dĩ nhiên là trong cuộc sống mình sẽ có một vài lần cãi nhau, đó là chắc chắn rồi. Tuy nhiên trong cái lần cãi nhau đó là có đủ cảm thông cho nhau và hiểu cho nhau hay không, chia sẻ, cái điều đó mới là quan trọng. Chứ là việc không thể nào tránh được cái việc cãi nhau rồi. Và khi tham gia chương trình này thì có mẹ và có các em trai đến đây nữa, thì em thật sự rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc và rất mong muốn tìm được một nửa kia để mà cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời của mình. Em là người có thể dung hòa được tất cả mọi thứ. Trong công việc, trong tình cảm và trong những cái mối quan hệ khác em đều dung hòa được. Quan trọng là giống như là một cái câu rất là nổi tiếng trên mạng á, là tôi sẽ đi ra Hà Nội nhưng miễn sao tôi có lý do á. Có nghĩa là khi mình đã có gia đình rồi thì chúng ta nên biết được là cái đích đến của chúng ta là gì. Một phần là công việc là kiếm tiền, nhưng mà cái hạnh phúc gia đình thì cái đó mới là quan trọng. Câu của em vừa nói nó đã giải đáp cho anh được cái câu là anh tìm được người biết cân bằng. Thực ra đối với em việc cân bằng nó không khó. Đó. Thì thật sự không có phải là không có người phụ nữ nào không biết đâu, mà người ta muốn hay không thôi. Muốn hay không thôi, đúng rồi. Hồi nãy em nói là cường bạn nam cao trên 1m7, anh không được 1m7 đâu. Nhưng mà anh sẽ có những cái anh bù lại được. À, ngoài cái chiều cao ha, đó là nghĩa đen. Rồi em cần một cái chiều cao về nghĩa bóng. Nghĩa bóng chúng ta sẽ bấm nút thì em biết được nghĩa bóng nó tới đâu. Rồi. Đã đến lúc chúng ta quyết định xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Hãy sẵn sàng. Sau 3 tiếng đếm. Rồi. Chuẩn bị nè. 1 2 3. Trời ơi, dạ. Đồng điệu dễ sợ luôn. Đồng ý hẹn hò hay nắm tay nhau? Mình xin phép nắm tay. Làm thủ tục đầu tiên là mình hôn vào má bạn gái coi nào. Chào, con xin phép. Anh xin phép em.